Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 87. Thời khắc Tiêu Phàm nhìn về chiến thiên hạ phía xa, ánh mắt chiến thiên hạ cũng quét đến. Ánh mắt đỏ tươi hiện lên vẻ lạnh lẽo khát máu, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, bất luận thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Có lẽ người chết là ngươi đấy. Thần sắc Tiêu Phàm lãnh đạm. Hắn cũng mặc kệ chính mình có phải mệnh kiếp của chiến thiên hạ hay không, với thực lực hiện nay của hắn thì căn bản không sợ chiến thiên hạ. Điện chủ, xem ra người thật sự là mệnh kiếp của hắn. Kiếm La lại nở nụ cười, truyền âm nói. Buồn cười không, Tiêu Phàm nhún vai nói, tốt xấu gì chiến thiên hạ cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể, Tiêu Phàm không muốn chiến đấu cùng một đám chiến thần cảnh đỉnh phong. Không phải buồn cười, mà là bây giờ điện chủ chiếm lấy ưu thế, kẻ mệnh kiếp nhận được sự bảo hộ của trời đất. Ít nhất, chiến thiên hạ muốn giết chết điện chủ là điều rất khó. Ngược lại là điện chủ muốn giết hắn thì rất dễ dàng. Kiếm La liền vội vàng lắc đầu, nghiêm túc giải thích nói. Ta chỉ tin tưởng mình, không tin trời đất. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không tin trời đất phù hộ gì đó. Chiến Hoàng Thiên là người được trời phù hộ nhưng nếu như mình muốn giết chết hắn cũng là chuyện có thể làm được. Chỉ là chịu chút dày vò mà thôi. Giống như tuy bản thân là mệnh kiếp của chiến thiên hạ nhưng chiến thiên hạ cũng có thể giết chết mình, căn bản không thể khoan dung bất kỳ sự qua loa nào. Điện chủ nói không sai, mệnh kiếp nói quá huyền diệu. Tu sĩ bậc như chúng ta vốn chính là nghịch thiên mà làm, trời sao có thể phù hộ người nghịch mình mà làm chứ? Kiếm La cũng tán đồng mà gật đầu. Người có cảm ngộ như thế, việc đột phá chiến thần đỉnh phong không xa nữa. Tiêu Phàm cười nói. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn, tu sĩ đều là người nghịch thiên mà đi. Sao có thể được trời đất phù hộ? Điều này vốn chính là chuyện mâu thuẫn lẫn nhau. Hai người giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm thò tay lấy ra Tu La kiếm, lạnh lùng nhìn chiến thiên hạ phía đối diện, cũng không quay đầu lại mà nói, đối phó hai người, ngươi không vấn đề gì chứ? Không vấn đề, Kiếm La khẳng định gật đầu. Bây giờ hắn cách chiến thần đỉnh phong càng ngày càng gần, vừa đúng lúc cần rèn luyện. Một chiến thần đỉnh phong hắn đã có thể dễ dàng đối kháng. Áp lực hai chiến thần đỉnh phong cho hắn tăng không ít nhưng ngăn cản vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm hiểu ý chợt cười, thân thể biến ảo một trận, biến thành hình dáng vốn dĩ. Tu La kiếm chỉ vào chiến thiên hạ nói, chiến thiên hạ, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Hừ, chiến thiên hạ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đánh giết Tiêu Phàm mà ra. Sau khi biết Tiêu Phàm là mệnh kiếp của mình, trong lòng chiến thiên hạ chỉ muốn tức khắc giết chết Tiêu Phàm. Thực sự tốc độ trưởng thành của Tiêu Phàm quá đáng sợ rồi. Lúc này thời gian chỉ mới hơn một năm. Từ một người hắn khinh thường trở thành nhân vật ngang vai ngang vế, không phân cao thấp với hắn. Nếu như thêm một khoảng thời gian nhất định nữa, hắn thật sự không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Dù sao hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt chất chém giết Tiêu Phàm. Bây giờ hắn cũng không liều mạng, bọn người chiến thiên nhất ước chừng càng sẽ không liều mạng. Càng huống hồ bây giờ ba người bọn họ cùng đối phó một người, còn có điều gì có thể kiêng dè nữa. Khoảng cách giữa chiến thần cảnh đỉnh phong với chiến thần cảnh hậu kỳ không phải khoảng cách lớn mạnh thông thường. Phù đồ thiên hạ, trong chớp mắt chiến thiên hạ xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, tức giận bổ xuống. Chỉ một thoáng, từng sấm sét huyết sắc lan ra, kiếm khí và sấm sét tan thành một thể, hư không cũng bị xé ra, xuất hiện một lỗ đen to lớn, tất cả uy lực của lôi điện áo nghĩa lộ ra hoàn toàn. Cùng lúc đó, hai cường giả chiến thần đỉnh phong khác cũng từ hai phương hướng khác nhau đánh đến, chặn đường đi của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm híp đôi mắt lại, Tu La thần dực xuất hiện bên mình, Tu La huyết mạch sục sôi. Đối diện ba đại cường giả chiến thần đỉnh phong, hắn cũng không dám khinh thường. Sát na vĩnh hằng, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, lúc Tu La kiếm rung động, một dòng chảy sắc bén từ trên người hắn tách ra giống như một tia cực quang xuyên qua bầu trời. Thời không cũng ngừng lại trong thời khắc này. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng. Một kiếm này là chiến kỹ phương hoa của Tiêu Phàm thăng hoa. Chỉ luận tốc độ thì đã vượt qua chiến thần cảnh đỉnh phong rồi. Tiêu Phàm không tin mệnh kiếp gì đó. Cho dù hắn thật sự là mệnh kiếp gì đó của chiến thiên hạ cũng vẫn phải dốc hết toàn lực. Nhìn thấy ánh sáng kiếm đó phóng ra, con người chiến thiên hạ hơi rung rung, mau chóng tránh qua một bên.
Không thể không nói Chiến Thiên Hạ cũng tính là nhân vật trải qua trăm trận, có thể phát hiện nguy hiểm trong bóng tối. Một kiếm của Tiêu Phàm trực tiếp bổ ra huyết sắc lôi điện. Kiếm khí cọ sát trên vai của Chiến Thiên Hạ, một dòng máu tươi bắn tung tóe ở miệng vết thương, còn có một phần sức mạnh hủy diệt đang tiêu hao sức sống của Chiến Thiên Hạ. Tử vong áo nghĩa, sắc mặt Chiến Thiên Hạ hơi biến đổi, vội vàng dục động áo nghĩa sấm sét, làm phai mờ sức mạnh huyền diệu đó đến hầu như không còn. Cũng tại lúc này, hai cường giả khác cũng đến gần Tiêu Phàm. Hai người đồng thời ra tay, đao kiếm cùng vang, khí thế mạnh mẽ. Tiêu Phàm không va chạm chính diện với họ, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Chiến Thiên Hạ. Hắn cũng không cho rằng mình có thể đồng thời đối chiến ba đại cường giả chiến thần cảnh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết một người trong đó. Đến lúc đó chỉ cần đối diện hai người, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Phụt, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đâm ra, trực tiếp có một cơn lạnh thấu tim. Vốn dĩ kiếm này Tiêu Phàm chuẩn bị chém giết mệnh cách và linh hồn của Chiến Thiên Hạ. Mà ở thời điểm then chốt, lần nữa dựa vào linh giác của mình tránh được đợt công kích giết chết. Có lúc chiến đấu cần thiên phú và kinh nghiệm, Chiến Thiên Hạ thân là phó điện chủ Chiến Thần Điện, ở hai phương diện này đều không tệ. Ít nhất mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bình thường rất nhiều. Chân lôi loạn thế, bị một kiếm của Tiêu Phàm xuyên qua thân thể, Chiến Thiên Hạ kinh hoàng tức giận thét một tiếng. Sấm sét khắp trời ở xung quanh tuôn ra, hóa thành một khoảng huyết sắc lôi điện chìm ngập hư không. Tiêu Phàm bị mấy tia sấm sét đánh trúng, y bào rách nát, máu và thịt nổ ra không ít. Hắn vội rút Tu La kiếm lại lùi về phía sau. Giao chiến chính diện cùng Chiến Thiên Hạ, Tiêu Phàm vẫn lựa chọn tránh mũi nhọn của hắn. Dù sao hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong cách đó không xa còn nguy hiểm hơn Chiến Thiên Hạ rất nhiều. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm bất ngờ là hai chiến thần cảnh khác cũng không dự định giao chiến chính diện với hắn, chỉ là muốn đánh úp hắn. Như thế, bản thân chỉ cần coi chừng sự đánh lén của họ thì bình an vô sự rồi. Đối thủ chân chính của hắn chỉ có một mình Chiến Thiên Hạ. Bởi vì duyên cớ hắn là mệnh kiếp của Chiến Thiên Hạ mới liều mạng như vậy. Dù sao, lần này còn có mấy người giúp đỡ hắn. Lần sau nếu như một mình gặp Tiêu Phàm, vậy thì thật sự phiền phức rồi. Các ngươi còn xứng người làm gì, cùng tiến lên đi. Chiến Thiên Nhất ở nơi xa giao chiến với kiếm la giận dữ quát. Tuy thực lực của Chiến Thiên Hạ không tệ nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Từ hai lần giao chiến hai lần bị thương vừa nãy có thể nhìn ra rất nhiều điều. Hai người kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn xông lên. Nếu như Chiến Thiên Hạ chết, tội của bọn họ cũng không nhỏ. Bỗng nhiên, hai hơi thở cuồng bạo khóa chặt Tiêu Phàm, ánh đao kiếm khí lại hiện ra càn quét toàn bộ hư không. Con ngươi lạnh băng của Chiến Thiên Hạ lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói trong lòng, đợi giết Tiêu Phàm, bổn điện chủ phải để các ngươi đẹp mặt. Giết, một người trong đó tức giận quát, một kiếm chém xuống từ trên cao. Dòng chảy kiếm khí dài hàng chục trượng cũng chia hư không thành hai nửa, giữa lúc kiếm khí khuấy động, hư không cũng đã chôn vùi xuống dưới. Tiêu Phàm thấy thế, nhíu mày, nếu như hai đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đó cũng dốc hết toàn lực, hắn thật sự có chút phiền phức rồi. Giết chết một người trước rồi nói, Tiêu Phàm hồi tỉnh lại, thầm hạ một quyết định trong chớp mắt. Con người hắn giống như chim ưng, quét nhìn trên thân ba người. Trên hư không, thỉnh thoảng truyền đến tiếng va chạm kịch liệt. Tiêu Phàm và Chiến Thiên Hạ chờ tam đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong cùng nhau chém giết. Trời đất cũng không ngừng run rẩy mãnh liệt. Chiến thần cảnh đỉnh phong tùy ý công kích không nói có thể hủy diệt trời đất nhưng ít ra có thể xuyên núi nứt đá. Ở một nơi khác, một mình kiếm la vây chặt lấy Chiến Thiên Nhất và một cường giả chiến thần cảnh khác. Chiến đấu cũng mãnh liệt dị thường. Trong lúc nhất thời, cả tòa thần dược thánh thành loạn thành một bầy. Đám người thấy Tiêu Phàm lấy một địch ba, hơn nữa một người trong số đó còn là phó điện chủ của Chiến Thần Điện. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, dù sao đó cũng đều là sự tồn tại khiến họ ngưỡng vọng. Rất nhiều người đã bị chết dưới luồng ba động năng lượng cường đại đó. Đây là nỗi bi ai của tu sĩ cấp thấp, bọn họ muốn chạy trốn cũng không kịp. Cũng có một vài tu sĩ điên cuồng trốn chạy, nơi này đã trở thành chiến trường lần nữa. Bọn họ ở lại nơi này không khác gì chờ chết. Giết, giọng tức giận gào thét của Chiến Thiên Hạ vang lên,
hắn đã giết đỏ cả mắt, khí thế của chiến thần cảnh đỉnh phong cuộn trào mãnh liệt. Ở xung quanh người hắn, ánh kiếm bóng kiếm lóe sáng, sấm sét quay cuồng, căn bản không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Lôi điện áo nghĩa ở phương điện công kích và tốc độ vốn có được ưu thế rất lớn. Từng người chiến tộc đều đã lĩnh ngộ thiên tài lôi điện lực, vận dụng cũng vô cùng thuần thục. Lại thêm hai cường giả chiến thần đỉnh phong khác giam chân, trong nhất thời Tiêu Phàm cũng bị áp chế ở thế hạ phong. Cũng may tốc độ của Tiêu Phàm cực nhanh, chỉ cần không tới gần đám người chiến thiên hạ, những sấm sét kia cũng không uy hiếp được hắn. Tiêu Phàm cũng thầm mắng trong lòng không thôi, hắn không ngờ chiến thiên hạ liều mạng lại đáng sợ như thế. Bộ dáng coi thường cái chết kia khiến Tiêu Phàm cũng vô cùng lo sợ. Lúc này hắn mới biết mỗi người đều có một mặt đặc biệt lớn mạnh, chỉ là phương thức biểu hiện lớn mạnh khác biệt mà thôi. Ví như chiến thiên hạ, lúc hắn tức giận thì biểu hiện chính là hung mãnh dị thường. Trên người Tiêu Phàm cũng có vài vết thương, máu và thịt có chút mơ hồ. Chỉ là hắn quả thực không hề nhíu mày, dường như thân thể này hoàn toàn không thuộc về hắn. Tiêu Phàm rất muốn thi triển thần thông tiêu diệt ba người này nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lực thần thông, thân xác hiện tại căn bản không thể khống chế dễ dàng. Sức mạnh không thể nào khống chế có lúc là một thanh kiếm hai lưỡi có thể thương tổn kẻ địch, cũng đôi khi có thể chấn thương chính mình. Nếu như thi triển thần thông ngự, dĩ nhiên có thể tiêu diệt ba người chiến thiên hạ nhưng mà tự bản thân hắn cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như còn người mai phục trong bóng tối, đến lúc đó hắn chắc chắn không có sức phản kháng, chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt. Hơn nữa, giao chiến cùng chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng giống như có thể mài luyện đường kiếm của mình. Đây cũng là thứ Tiêu Phàm coi trọng nhất. Chỉ có tố chất thân thể mình đủ lớn mạnh, áo nghĩa lĩnh ngộ mới có thể phát huy ra được sức mạnh lớn hơn. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm đè sự kích động trong lòng xuống. Hắn cứ vung ra từng kiếm một như thế, chân dẫm nhịp bước vô cùng thành thạo giữa ba người. Theo sự đẩy lùi của thời gian, vết thương trên người Tiêu Phàm càng lúc càng nhiều. Máu tươi thấm đẫm y phục của hắn, sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ lên. Nhìn thấy vết thương trên người Tiêu Phàm, chỗ sâu thẳm ở đáy mắt chiến thiên hạ lóe lên vẻ kích động. Chỉ cần Tiêu Phàm chết thì mệnh kiếp của hắn cướp coi như được phá rồi. Càng nghĩ như vậy, chiến thiên hạ càng kích động, động lực cũng càng dồi dào. Hai vị, cố gắng hơn giết hắn đi, lát nữa ta mời các ngươi uống rượu. Chiến thiên hạ cười to nói, trường kiếm trong tay công kích càng hung mãnh hơn. Hai người kia cũng không nói gì mà chỉ nhíu mày. Bọn họ thân là người ngoài cuộc, lại nhìn thấy một vài thứ mà chiến thiên hạ không thể nhìn thấy. Đây không phải thực lực chân chính của ngươi. Đột nhiên, một lão giả áo màu xám trong đó mở miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm chưa từng để ý, dường như căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Ngược lại như rơi vào trong cảnh giới lạ lùng nào đó. Hừ, đừng có khinh thường người khác, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, quát to kiếm vũ mãn thiên. Trường kiếm trong tay rơi xuống, hư không đột nhiên toát ra vô số kiếm khí sắc bén vô căn cứ, kiếm khí che kín mỗi một góc trong hư không. Rơi, lại là một tiếng quát nhẹ, mưa kiếm đầy trời cắn nuốt giống như nước mưa bay vụt xuống, vô cùng dày đặc giống như vạn cung tên cùng bắn ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Nếu như không thể né tránh, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ bị những mưa kiếm này đánh tơi tả. Đây chính là giá phải trả mà lão giả áo xám cho rằng Tiêu Phàm coi thường hắn. Bất hủ kiếm giới, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ở xung quanh người hắn đột nhiên ngưng tụ thành vô số kiếm khí. Kiếm khí xuôi theo hắn nhanh chóng xoay tròn, giống như một tầng kết giới bảo vệ hắn. Bất hủ kiếm giới đã không biết lớn mạnh hơn lúc đầu gấp bao nhiêu lần. Đây là chiêu số Tiêu Phàm lĩnh ngộ được, trước kia dung hợp lực sinh tử nên mạnh mẽ dị thường. Bây giờ lại được dung hợp áo nghĩa sinh tử, uy năng của nó tự nhiên cũng tăng cao với phạm vi lớn. Cho dù thần giai chiến kỹ cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ trong hư không truyền ra, không ngừng vang lên bên tai. Xa xa nhìn lại, xung quanh Tiêu Phàm tựa như một cái kén tầm kín không kẽ hở. Bất kỳ thứ gì cũng không thể xuyên vào, càng không cần nói tổn thương đến Tiêu Phàm nữa. Mở cho ta, lúc này, chiến thiên hạ chợt quát một tiếng, cường thế vô song, tứ chi phát lực. Đôi tay nắm trường kiếm trong tay, ánh kiếm mấy chục trượng tức giận bổ xuống.
hồn đoạn thất lôi đao. Một người khác cũng đồng thời ra tay, hư không bỗng nhiên ngưng tụ thành từng cán đao lôi điện áo nghĩa, cuồn cuộn mà hung mãnh. Dưới sự điều khiển của người đó, từng lôi đao áo nghĩa chém đến bất hủ kiếm giới xung quanh Tiêu Phàm. Vài tiếng ầm ầm nổ vang, cuối cùng bất hủ kiếm giới của Tiêu Phàm phá ra. Tiêu Phàm cũng bị hai đường sức mạnh của cuồng lôi làm chấn động bay đi, sắc mặt hắn ửng hồng một trận, bay ngược ra ngoài mấy dặm mới dừng lại. Thật đúng là khó giết. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại, ba đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay thật sự không phải người bình thường có thể đối phó được. Hừ, Tu La Điện Chủ cũng chỉ như thế. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn vùi xương cốt của ngươi. Ngươi già rồi, đầu óc quả nhiên không còn tỉnh táo. Ta cá cược với ngươi, người chết nhất định là các ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc không thay đổi. Hừ. Lão hủ cũng biết vừa rồi cũng không phải ranh giới cuối cùng của ngươi nhưng đó cũng không phải ranh giới cuối cùng của bọn ta, thi triển toàn bộ thực lực của ngươi đi. Lão giả áo xám lạnh giọng nói, bộ dạng ta ăn chắc ngươi rồi. Ngươi rất hy vọng ta dốc hết toàn lực sao? Tiêu Phàm chau mày nhìn lão giả áo xám. Sau đó đột nhiên hiện lên một nụ cười, tà dị khác thường. Nhìn thấy ánh mắt tà dị đó của Tiêu Phàm, lão giả áo xám bỗng nhiên dùng mình một cái. Một vẻ lạnh lẽo dâng cao trong lòng, tựa như một sự nguy hiểm to lớn lặng lẽ giáng xuống. Hắn không khỏi thầm cân nhắc nói trong lòng, cho dù hắn có chỗ giữ lại cũng vẫn chỉ là thất biến chiến thần, giết hắn hẳn không phải là rất khó. Phí lời nhiều như vậy, chết đi. Tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong thứ ba rất khó chịu dáng vẻ nắm chắc thắng lợi đó của Tiêu Phàm, trực tiếp một đao chém lên, giống như không muốn phí lời với Tiêu Phàm. Chiến đấu đến bây giờ. Mấy người cũng đã thực sự đánh thật. Lão giả áo xám và chiến thiên hạ cũng bận đuổi theo. Khí thế của ba người bay vút trong chớp mắt, hiển nhiên là muốn sử dụng át chủ bài của mình đối phó Tiêu Phàm. Vậy mà cũng có chỗ giữ lại. Tiêu Phàm vô cùng bất ngờ híp đôi mắt lại, sau đó liếc nhìn Tu La kiếm đang run rẩy trong tay, cười nói, lão bằng hữu, người cũng kích động à. Máu của ta cũng sục sôi rồi, làm nóng người đến đây là kết thúc. Tiêu Phàm nhe răng cười, ngay sau đó nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến thành sát ý lạnh như băng. Làm nóng người đến đây là kết thúc, nghe được lời nói lạnh băng của Tiêu Phàm, ba người chiến thiên hạ nâng mày. Trong lòng không khỏi dâng lên sự lạnh lẽo, đặc biệt là ánh mắt tà dị mà lạnh băng đó, quá đáng sợ rồi. Nhưng tốt xấu ba người cũng là nhân vật trải qua chiến trường đã lâu, hồi tỉnh lại rất nhanh. Đao kiếm trong tay không hề dừng lại. Ánh đao bóng kiếm và sấm sét đã chìm ngập Tiêu Phàm trong chớp mắt. Ba người liên thủ, dưới thiên thần phải chết, cuối cùng trên mặt chiến thiên hạ hiện lên một nụ cười. Hai người khác cũng gật đầu, chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn cũng vô cùng lo sợ. Thực lực của Tiêu Phàm cũng đã kinh sợ đến bọn hắn. Dù sao, Tiêu Phàm chỉ là một thất biến chiến thần mà thôi. Nếu như hắn lại đột phá trở thành bát bi biến chiến thần, những người này chưa chắc là đối thủ của hắn. Vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên. Đồng thời, hư không gào thét vô số ánh sáng của kiếm khí, dày đặc chi chít, từ sau lưng một người trong đó bay vụt tới. Tốc độ quá nhanh, đến mức ba người đều không ai hoàn hồn lại. Khi chiến thiên hạ nhìn sau lưng một người khác lại phát hiện Tiêu Phàm đứng ở đó với gương mặt hờ hững, không hề có chuyện gì. Vậy người vừa rồi bị kiếm khí và sấm sét chìm ngập là ai đây? Cũng tại lúc này, một tia ánh sáng từ trong biển sấm sét kiếm khí phụt đến, xông thẳng vào ánh sáng kiếm khí đó. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm truyền đến. Tu La kiếm, kiếm đạo phân thân, cuối cùng chiến thiên hạ hồi tỉnh lại, Tiêu Phàm mà họ công kích vừa rồi chỉ là kiếm đạo phân thân mà thôi, cũng có thể nói là Tu La kiếm. Hai người phản ứng rất nhanh, lại đánh tới Tiêu Phàm. Ba người họ cũng chỉ có thể áp chế Tiêu Phàm, nếu như một người chết đi thì hai người tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Rầm rầm rầm, lúc này, Tiêu Phàm cũng đồng thời động đậy, thần lực ngưng tụ thành một chuôi kiếm thần lực, ánh sáng sáng lạn bạo phát ra từng khoảng rực rỡ vô cùng, khiến người khác chú ý, ngăn chặn chiến thiên hạ và một người khác ở ngoài. Sinh tử luân hồi, Tiêu Phàm lại quát khẽ một tiếng, ý niệm khống chế Tu La kiếm chém ra một kiếm. Trong ánh sáng kiếm khí, một khoảng mưa máu nhỏ ra. Sau mấy hơi thở, lại rơi xuống không ít phần còn lại đã bị cụt của cánh tay đứt,
ánh sáng kiếm khí chậm rãi biến mất. Bên trong lại không có gì, cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đó hiển nhiên đã chết thật rồi. Ngươi giết hắn rồi, Chiến Thiên Hạ kinh ngạc kêu lên, đó chính là chiến thần cảnh đỉnh phong. Cho dù kém hơn hắn một chút cũng không kém hơn bao nhiêu nhưng bây giờ đã chết rồi. Một người khác cũng bị dọa sợ vô cùng, thực lực của Tiêu Phàm vượt xa dự liệu của bọn hắn. Đến phiên các ngươi rồi, thần sắc Tiêu Phàm lạnh băng, mở bàn tay ra, Tu La kiếm từ xa gào thét mà đến, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Vù vù, từng cơn sóng vô hình từ trên người Tiêu Phàm khuếch tán ra, sau đó hóa thành kiếm khí huyết sắc kích xạ mà ra. Đồng thời một lần nữa Tiêu Phàm xông đến một cường giả chiến thần đỉnh phong. Thực lực của Chiến Thiên Hạ lớn mạnh hơn hai người kia không ít. Trong thời gian ngắn muốn giết chết hắn hơi khó khăn, vì vậy Tiêu Phàm thay đổi kế hoạch, giải quyết xong hai người khác trước rồi nói tiếp. Hiện tại chỉ còn lại một người, áp lực của Tiêu Phàm giảm mạnh. Sau lưng hắn hiện lên Tu La ma ảnh cao trăm trượng, điều động sức mạnh khắp người, một quyền tàn bạo nổ ầm đến người đó. Quyền canh như gió, thiên địa ầm ầm không dứt, kinh phong đáng sợ chấn kinh đến hư không sụp đổ, chi chít khe hở bao phủ khắp hư không giống như mạng nhện. Uy lực của quyền này đánh đâu thắng đó. Trước đó không lâu, Tu La ma ảnh chính là thứ nổ giết hóa thân của Minh Yểm, há chiến thần cảnh đỉnh phong thông thường có thể so bì sao. Phó điện chủ, cứu ta. Dưới một quyền này, cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong đó cảm thấy thân thể mình cũng không thể động đậy nữa. Chỉ có thể cố gắng toàn lực cầu cứu Chiến Thiên Hạ. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là trốn nhưng đôi chân cũng không nghe sai khiến nữa, còn trốn thế nào? Gào, Chiến Thiên Hạ nổi giận thét một tiếng, trường kiếm hung mãnh chém xuống, muốn phá Tu La ma ảnh ra. Cút, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, sóng âm đáng sợ hóa thành công kích xông thẳng đến Chiến Thiên Hạ. Con người đó lạnh lẽo vô tình, hiện lên ánh sáng dọa người. Giờ khắc này, Chiến Thiên Hạ giống như nhìn thấy Tiêu Phàm chém giết hóa thân thiên thần của Minh Yểm lúc đó, nơi sâu thẳm đáy mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Màn Tiêu Phàm chém giết hóa thân của Minh Yểm ấy vào ngày hôm đó còn rõ mồn một trước mắt, nói không sợ đó là điều không thể. Nếu là lần trước, Chiến Thiên Hạ sẽ không hề do dự mà chạy trốn nhưng lần này khác biệt. Hắn biết Tiêu Phàm là mệnh kiếp của hắn, cho dù lần này chạy thoát, hai người cũng sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi. Nhưng đến lúc đó, nếu như Tiêu Phàm tiếp tục đột phá thì sao? Bản thân có thể là đối thủ của Tiêu Phàm không? Một tiếng nổ vang kinh thiên cũng chính vào thời khắc Chiến Thiên Hạ do dự ấy, nắm đấm của Tu La ma ảnh nổ ầm xuống, trời đất rung chuyển. Hư không trực tiếp nổ ra hóa thành một lỗ đen, hư không khuếch tán tứ phía. Khoảng không gian này dường như đã đến ranh giới hủy diệt, dọa tu sĩ xung quanh sợ hãi không thôi. Thật đáng sợ. Đây chính là thực lực của cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong sao. Trong đầu đám người chợt rung rung, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên hiểu biết sức mạnh của chiến thần cảnh. Đây đã vượt qua cực hạn mà sức mạnh con người có thể đạt tới. Dưới sức mạnh này, đại bộ phận tu sĩ của thần dược thánh thành căn bản không thể có lực phản kháng. Bọn họ y hệt như con kiến, thậm chí đến kiến cũng không bằng. Phần lớn người nằm sấp trên mặt đất căn bản khó có thể chịu đựng uy lực cuồng bạo đó. Có vài người khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không trung trên cao. Bọn hắn muốn biết cường giả chiến thần cảnh bị Tu La ma ảnh nổ chúng đó còn sống hay không. Tiêu Phàm cầm kiếm một tay dựa vào tường mà đứng, lạnh lùng nhìn Chiến Thiên Hạ trước mặt. Chiến Thiên lúc này lại quên áp sát tới, hiển nhiên cũng bị thực lực của Tiêu Phàm dọa sợ. Chốc lát, Tu La ma ảnh biến mất. Hư không chậm rãi khôi phục như bình thường nhưng tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong đó không còn thấy bóng dáng nữa. Không cần nghĩ cũng biết là bị Tu La ma ảnh đánh đến mẩu vụn cũng không còn. Chết rồi, hai chiến thần cảnh đó đều chết rồi. Trong lòng Chiến Hiên Hạ chợt phát run, hắn không thể nào tiếp nhận sự thật này. Chiến lực khủng bố của Tiêu Phàm càng khiến hắn trở nên vô cùng hoảng sợ. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao, ở lại hay rời khỏi. Ở lại thì bản thân hắn rất có thể chết ở đây nhưng nếu rời khỏi thì không được bao lâu hắn lại sẽ va chạm cùng Tiêu Phàm. Bởi vì sự tồn tại của mệnh kiếp nên hắn không thể thoát được. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Phàm đối diện họ đã đánh đâu thắng đó, lần sau thì sao? Phó điện chủ, đi thôi. Đang lúc Chiến Thiên Hạ không biết vì sao, Chiến Thiên Nhất từ phía xa đột nhiên thét một tiếng,
liên thủ cùng một cường giả khác đẩy lùi kiếm la, không hề do dự mà chạy đến nơi xa. Chiến Thiên Hạ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cuối cùng không cam lòng rời đi. Tiêu Phàm hờ hững đứng ở đó, cũng không truy sát. Nếu như cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong muốn chạy, cho dù Tiêu Phàm hắn cũng không thể nào giết chết đối phương. Dù sao đối phương cao hơn hắn 3 tiểu cảnh giới, tốc độ bạo phát lúc lánh nạn khẳng định là không kém hơn hắn. Điện chủ uy vũ, kiếm la xuất hiện bên cạnh Tiêu Phàm, từ tận đáy lòng tán tụng nói. Một điểm khúc mắc cuối cùng trong lòng hắn đối với Tiêu Phàm cũng biến mất hoàn toàn, so với Tiêu Phàm, đó là tự rước lấy nhục. Kiếm la cũng biết Tiêu Phàm chưa từng xem hắn là đối thủ. Nói câu không hay thì hắn vẫn chưa có tư cách đó. Giống như Chiến Thiên Hạ của bây giờ cũng không có tư cách này. Hồi lâu, Tiêu Phàm thu ánh mắt về, lạnh lùng liếc nhìn phía xa. Ở đó có một bóng hình bạch y hơi gật đầu với Tiêu Phàm, sau đó lướt đi đến chân trời. Còn tu sĩ chiến thần cảnh khác của Chiến Thần Điện đều đã sớm không thấy bóng dáng vào lúc Chiến Thiên Nhất hạ lệnh xuống một tiếng. Duy chỉ có Vũ Nhược Phong với gương mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Dẫn ta đến cổ thành, Tiêu Phàm hờ hững thốt ra một câu, ngữ khí không hề để cho người khác từ chối. Chiến Thiên Hạ chạy trốn, Tiêu Phàm cũng biết đó là sự phiền toái rất lớn. Bởi vì sự tồn tại của mệnh kiếp kỳ lạ gắn liền vận mệnh của hai người lại với nhau. Bất luận đi đâu, hai người đều sẽ trở thành kẻ thù. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến nhiều hơn. Nếu như Chiến Thần Điện dùng điểm này để mai phục hắn, vậy thì không thể bớt một chút phiền toái rồi. Nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha Chiến Thiên Hạ. Tiêu Phàm thầm tự lắc đầu trong lòng. Bây giờ lo lắng những việc này cũng không có ý nghĩa gì, việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết chuyện của Sở gia. Nếu đã khống chế bát biến chiến thần Vũ Nhược Phong kia đương nhiên phải lợi dụng cho tốt. Kiếm la, tìm truyền tống trận, sau khi phá hủy hãy đến tìm ta. Tâm tư Tiêu Phàm bình tĩnh lại, mở miệng nói. Đây là tin tức hắn từ trong ký ức của Vũ Nhược Phong có được. Sở dĩ Chiến Thiên Hạ có thể đuổi tới Thần Dược Thánh Thành nhanh như thế là bởi vì sự tồn tại của truyền tống trận. Trong lòng Tiêu Phàm cũng nghi ngờ. Có thể bố trí truyền tống trận cỡ lớn như thế tất nhiên là hồn điêu sư cấp truyền kỳ trở lên. Như thế xem ra Chiến Thần Điện cũng có không ít hồn điêu sư. Nếu như có được hồn điêu sư cấp thủy tổ, vậy thì càng thêm phiền toái rồi. Dạ, điện chủ, kiếm la gật đầu nói, linh hồn lực đã thả ra. Mặc dù truyền tống trận được che giấu nhưng 89 phần 10 có thể ở trong vòng 100 dặm quanh đây. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Lập tức nhìn kỹ nhóm người phía dưới một chút, Tiêu Phàm dẫn theo Vũ Nhược Phong xông thẳng đến cổ thành Sở gia, kiếm la cũng bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Người đó chính là Tu La Điện Chủ Tiêu Phàm, thật mạnh. Đúng vậy, Phó Điện Chủ Chiến Thần Điện cũng bị đánh chạy đi rồi. Ta nghe nói trước đó một năm, hắn vẫn chỉ là chiến thánh cảnh, sao bây giờ lại lớn mạnh như thế rồi? Đây chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết, hắn lớn mạnh còn cần lý do sao? Người có thể trở thành Tu La Điện Chủ, không mạnh mới là lạ. Rời khỏi nơi này trước đi, ta thấy Thần Dược Thánh Thành rất nhanh lại không thể thiếu một trận chiến đấu, Chiến Thần Điện không thể buông tha bọn họ như thế. Tiêu Phàm rời đi, tu sĩ phía dưới Thần Dược Thánh Thành vẫn vô cùng chấn động. Bóng lưng cao to kia in dấu trong đầu của họ, thật lâu cũng không hề biến mất. Sau đó rất nhiều người hoàn hồn lại, bắt đầu bay ra ngoài Thần Dược Thánh Thành. Dù sao nơi này không phải nơi an toàn, cho dù là đường núi hoang vu cũng an toàn hơn thánh thành này rất nhiều. Sau hồi lâu, Tiêu Phàm và Vũ Nhược Phong đến bên ngoài cổ thành của Sở gia, nhìn màn phía xa, lông mày Tiêu Phàm trao lại lần nữa. Chỉ thấy một tòa thành trì mênh mông nằm ở trên đất cổ của Sở gia. Phía trên cổ thành bao phủ từng tầng ánh sáng màu tím. Màn ánh sáng màu tím chuyển động, tản ra một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi. Đan sen lôi điện lực. Tiêu Phàm vừa đạp lên đất cổ của Sở gia, trên màn ánh sáng màu tím đột nhiên rơi nổ từng tia sấm sét, trong cổ thành có mấy tòa cung điện và đỉnh núi bị nổ ra. Đồng thời, không ít tu sĩ bị sấm sét màu tím kia nổ giết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng sợ hãi không dứt bên tai. Cho dù cách nhau vô số khoảng cách, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng tu sĩ cổ thành. Màn ánh sáng sấm sét màu tím kia bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống sấm sét nổ kích, tu sĩ bên trong căn bản không thể yên lòng.
Ngoại trừ cường giả chiến thần cảnh, ai cũng không dám coi thường sự nổ giết của những sấm sét màu tím đó, có thể một khắc trước đó còn hoàn toàn không bị tổn hại nhưng lát sau sẽ trở thành vong hồn dưới sấm sét. Thủ đoạn của chiến thần điện tuy vụng về nhưng thật sự không phải độc ác bình thường. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Theo nhãn lực của hắn đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra tác dụng của trận pháp này. Có lẽ sấm sét của màn ánh sáng màu tím giáng xuống không giết chết cường giả chiến thần cảnh trung hậu kỳ trở lên nhưng một khi tu sĩ chiến thánh cảnh trở xuống bị nổ trúng, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng không phải chỗ đáng sợ của màn ánh sáng màu tím. Chỗ thật sự đáng sợ là sấm sét giáng xuống tràn đầy tính ngẫu nhiên. Cũng chính là mọi lúc mọi nơi đều sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ rơi vào bất kỳ chỗ nào. Cường giả chiến thần cảnh trung hậu kỳ cũng không phải làm bằng sắt. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ có thể bảo vệ tu sĩ cấp thấp khác để họ không chịu sự nổ giết của sấm sét. Nhưng mà theo sự chuyển rời của thời gian, bọn họ cũng sẽ mỏi mệt như nhau, thần lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, nếu như còn để ý tới tu sĩ cấp thấp thì rất có khả năng bản thân bọn họ có thể bị nổ giết. Chiêu này cũng thật sự không phải tàn nhẫn bình thường. Đây là muốn hao tổn sở ra đến chết mà. Hơn nữa, Tiêu Phàm quét mắt nhìn. Màn ánh sáng màu tím này còn niêm phong hư không? Cho dù là chiến thần cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể phá vỡ hư không rời đi. Có lẽ tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên có thể phá hư không ra lánh nạn nhưng chắc chắn sẽ tạo thành tiếng vang to lớn. Đến lúc đó người của chiến thần điện phát hiện, đoán chừng không thể bớt đi một phen đánh giết, cuối cùng người xui xẻo vẫn là người của sở gia. Dưới sự lạm dụng uy quyền của chiến thần điện, đoán chừng cao tầng của sở gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt bị vây ở chỗ này nhìn tử đệ gia tộc mình từ từ tiêu hao gần hết, chết thảm ở dưới sấm sét. Nghĩ đến đây, sát ý trên người Tiêu Phàm đã không nhìn được tuôn ra, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Vũ Nhược Phong một cái, nhanh chóng bay đến cổ thành. Thần sắc Vũ Nhược Phong hơi run rẩy, ánh mắt Tiêu Phàm lúc này đáng sợ hơn vừa rồi rất nhiều. Thậm chí Vũ Nhược Phong cảm thấy Tiêu Phàm của bây giờ mới thật sự là đáng sợ nhất. Hắn không biết vì sao Tiêu Phàm không giết hắn nhưng cũng cắn răng đi theo. Sau mấy hơi thở, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên ngoài cổ thành sở gia, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Sát khí cuồng bạo tuôn ra, từ chính giữa hắn lan ra bốn phía. Ai, dám khiêu khích chiến thần điện của ta, muốn chết sao? Từng tiếng kêu sợ hãi từ xung quanh hư không truyền đến. Sau mấy hơi thở, đã xuất hiện bốn bóng hình xung quanh Tiêu Phàm. Hơi thở phát ra trên thân mỗi người đều chắc chắn là chiến thần cảnh trung kỳ. Vũ lão, người lại tới tuần tra sao? Lúc ánh mắt của vài người rơi trên người Vũ Nhược Phong, sát khí trên người chậm rãi thu lại. Vũ Nhược Phong trầm mặc không nói, sắc mặt hơi khó coi. Ánh mắt nhìn Tiêu Phàm có chút khẩn cầu. Rất hiển nhiên, hắn muốn cầu xin cho những người này, để Tiêu Phàm đừng giết bọn họ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại bất động, bốn tia ánh sáng màu xanh bắn phụt ta, xông thẳng đến đầu vài người. Khi vài người hồi tỉnh thì đã muộn, muốn chạy trốn đã khó khăn rồi. Đọc đến ký ức của vài người, ý niệm Tiêu Phàm khẽ động. Bốn người kia bỗng nhiên nổ ra, hóa thành một trận sương mù máu tràn ngập ở hư không. Tu La Điện Chủ, bọn họ chỉ là người chấp hành mệnh lệnh, hà tất phải giết bọn họ. Vũ Nhược Phong lấy can đảm nói. Tu sĩ cấp thấp của sở gia có thù với các ngươi sao? Vậy vì sao các ngươi muốn giết bọn họ đáng chết sao? Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường. Trên đời này, không phải nói không có thù hận thì sẽ không giết người, có lúc chỉ là một câu nói hoặc là một ánh mắt lại tạo thành vô số sát hại. Vũ Nhược Phong không phản bác được, con người đều ích kỷ. Lúc người thân của mình bị chết ở trong tay người khác thì trong lòng sẽ tức giận, sẽ phát điên, thậm chí nghĩ đến báo thù. Mà lúc người không liên can bị người ta giết chết, trong lòng họ sẽ không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi biết vì sao ta không giết ngươi không? Tiêu Phàm nhìn màn ánh sáng màu tím, cũng không quay đầu lại nói. Trong đầu Vũ Nhược Phong hiện lên từng suy nghĩ, hắn phát hiện Tu La Điện Chủ như Tiêu Phàm cũng không đáng sợ như thế. Cuối cùng hít sâu, lắc đầu nói, không biết, đôi tay của ta cũng dính đầy máu tươi của người vô tội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ ta cũng đáng chết. Biết mình đáng chết là tốt nhất, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi quay người, rất bất ngờ liếc mắt nhìn Vũ Nhược Phong,
không giết chết ngươi là bởi vì ngươi còn có tư cách chuộc tội nhưng bọn họ không có. Ta không giống họ sao? Vũ Nhược Phong nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm. Sẽ có một ngày bọn họ sẽ đánh mất bản thân, mà ngươi thì không. Tiêu Phàm hiếm khi hồi đáp lời của Vũ Nhược Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn về màn ánh sáng màu tím lần nữa. Vũ Nhược Phong đứng sau lưng Tiêu Phàm, thưởng thức câu nói đó của Tiêu Phàm trong lòng. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao mình cũng có tư cách, mà vừa rồi bốn người đó lại đáng chết. Tiêu Phàm lười giải thích, nguyên do Vũ Nhược Phong hắn còn có thể sống là bởi vì mệnh cách tinh khiết, không có khí thức của người khác nhưng vừa rồi bốn người đó, mọi lúc đều sẽ bị chiến luân hồi khống chế, biến thành công cụ sát nhân. Hắn biết muốn thay đổi tư tưởng ăn sâu bén rễ của Vũ Nhược Phong là không thể nào. Đến nỗi việc thuyết phục người của Chiến Thần Điện về phía Tu La Điện, đó càng không thể nào. Cho nên Tiêu Phàm cũng lười lãng phí lời nói để giải thích, khống chế tư tưởng Vũ Nhược Phong. Hắn có thể theo bên cạnh mình, tận mắt nhìn thấy thế giới khác biệt. Ngươi có biết là ai bố trí Tử Lôi Chu Thiên Trận không? Hồi lâu, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Hắn chỉ là đọc giản lược ký ức trong khoảng thời gian gần của Vũ Nhược Phong, rất nhiều điều cũng không rõ ràng. Dù sao, ký ức của một bát biến chiến thần không phải nhiều bình thường, muốn hiểu rõ ràng trong thời gian ngắn là điều không thể làm được. Hắn hỏi như vậy, trong đầu Vũ Nhược Phong đương nhiên sẽ gợi lên ký ức mà Tiêu Phàm muốn, nhanh hơn bản thân hắn đi thẩm tra ký ức rất nhiều. Vũ Nhược Phong trầm mặc không nói, mặt u ám, hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm. Nhưng mà sắc mặt Tiêu Phàm lại trở nên vô cùng u ám, lạnh giọng nói Tử Vô Danh sao. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nơi sâu thẳm trong ký ức của Vũ Nhược Phong lóe lên một ý nghĩ. Tiêu Phàm nắm bắt được trong nháy mắt, chỉ là Vũ Nhược Phong có vẻ như cũng không phải rất chắc chắn. Bắt được cái tên này, sát khí quanh thân Tiêu Phàm liền dần dần dày đặc, một năm trước đó đệ tử Vô Danh chạy trốn, không ngờ là hắn lại làm việc cho Chiến Thần Điện. Trong lòng Tiêu Phàm thật ra cũng có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn mỗi lần đụng tới trận pháp gì đều có liên quan đến Tử Vô Danh. Không thể không nói sự thiên phú trận pháp của Tử Vô Danh không phải mạnh mẽ bình thường. Giống như Tử Lôi Chu Thiên Trận này, cho dù ghi chép trong Tu La truyền thừa cũng không tỉ mỉ lắm nhưng Tử Vô Danh lại bố trí ra được. Đương nhiên với thực lực hiện nay của Tiêu Phàm, muốn phá trận pháp này ra cũng không khó nhưng hắn không chỉ muốn việc phá trận pháp ra đơn giản như vậy, mà là muốn gộp người bày trận lại cùng giết. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm từ từ tiến lên, từ từ tới gần màn sáng. Từ từ vươn cánh tay ra, giương hai tay chỉ lên màn ánh sáng màu tím. Ngay sau đó từng vòng xoáy nhỏ phun ra từ giữa ngón tay. Ầm ầm, trong nháy mắt, màn ánh sáng màu tím run rẩy kịch liệt, chi chít lôi điện lực gào thét đến ngón tay của hắn. Sấm sét đầy trời đó đều thuận theo cánh tay của hắn tràn vào cơ thể. Ý niệm Tiêu Phàm chợt động, vận chuyển vô tận chiến quyết, bắt đầu rèn luyện thân thể của mình. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm thi triển thần thông ngự, vòng xoáy chuyển động thuận theo kim đồng hồ, có thể chiếm đoạt tất cả, hấp thu tất cả, luyện hóa tử lôi này đương nhiên không đáng kể. Tử Lôi Chu Thiên Trận chính là trận pháp công phòng hợp nhất nhưng không có tử lôi thì công kích của Tử Lôi Chu Thiên Trận cũng bị phế triệt để. Hơn nữa, tử lôi này còn có thể dùng để rèn luyện sức mạnh thân xác của bản thân, cớ sao mà không làm chứ? Đương nhiên, bây giờ Tiêu Phàm cũng không thiếu tử lôi này. Mà là hắn không thể trơ mắt nhìn tu sĩ Sở gia bị tử lôi này đánh chết. Hắn cũng muốn thuận tiện mượn tử lôi để dẫn Tử Vô Danh ra. Tử Lôi Chu Thiên Trận rung động, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Bên trong cổ thành Sở gia có vô số tu sĩ không nhịn được trông về chỗ của Tiêu Phàm. Không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó kinh hãi nhìn lên màn ánh sáng màu tím trên bầu trời, hiển nhiên tưởng Tử Lôi Chu Thiên Trận lại có động tác lớn rồi. Thật sự là những ngày qua, bọn họ bị dọa đến vỡ gan, vừa nghe đến tiếng của sấm sét là tự nhiên sinh sợ hãi trong lòng. Nhưng mà chờ đợi hồi lâu, bốn phía vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề xảy ra chuyện gì. Ngược lại, có người tỉ mỉ phát hiện lực sấm sét trong màn ánh sáng màu tím biến mất không thấy nữa. Thành trì trên không bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng dáng. Người dẫn đầu là một lão già áo đen, chính là Sở Thiên Minh. Khuôn mặt của Sở Thiên Minh có vẻ tiêu tụy, những ngày này, hắn cũng bị giày vò không nhẹ, trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết nhưng lại không thể làm gì, mùi vị này cũng không phải dễ chịu bình thường.
Chiến thần điện lại muốn giở trò gian trá gì? Sau lưng Sở Thiên Minh, một nam tử chiến giáp màu đen trung niên lạnh lùng nói, chính là Sở Nghiệp, nhân vật một ngón tay cường thế tiêu diệt chiến lão bát lúc đó. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sở Thiên Minh đứng chắp tay, hai mắt đục ngầu lộ ra sát khí lạnh lẽo. Gia chủ, ta thấy hay là triệu tập tộc nhân lại, nổ hư không ra rời khỏi đi. Sở Nghiệp trầm giọng nói, nhìn tộc nhân của mình bị nổ giết, mùi vị này thực sự quá khó chịu rồi. Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị giám sát, vừa có động tác, bọn họ khẳng định sẽ giết người giống như chó điên vậy. Một người khác phẫn hận nói. Nếu như có thể làm như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đến lúc đó tụ tập tất cả mọi người cùng một chỗ để mấy tu sĩ cấp cao của chiến thần cảnh chống lại sấm sét màu tím, đến lúc đó phá hư vô gia chạy khỏi nơi đây. Đáng tiếc, bọn họ không dám cược, sợ đối phương nổi điên sẽ lạm sát kẻ vô tội đối với tu sĩ Sở gia. Gia chủ, Sở Nghiệp vẫn có chút không cam lòng nói. Chờ đã, Sở Thiên Minh híp đôi mắt, giọng nghiêm túc nói, chỉ cần trước khi người bậy trận pháp này kịp đuổi tới phá trận pháp này ra, chúng ta liền được cứu rồi. Chờ, phải chờ tới lúc nào nữa? Sở Nghiệp trầm giọng nói. Gia chủ, người xem những sấm sét kia dường như đều hoạt động đến một nơi. Nếu như bây giờ chúng ta phá trận pháp ra, lực sát thương của sấm sét chắc chắn có hạn. Đột nhiên, một người khác nhìn hư không chợt kinh ngạc nói. Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp cùng ngẩng đầu nhìn. Một khắc sau, ánh mắt hai người sáng lên, lập tức nhìn nhau cùng nở nụ cười. Vù vù, dường như đồng thời, Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp động đậy, trên trán hai người phóng ra khí thế vô cùng cuồng bá, một quyền đánh đến màn ánh sáng màu tím. Chính như suy nghĩ trong lòng Sở Thiên Minh, bây giờ là thời cơ tốt nhất phá trận pháp ra. Một khi bỏ qua rồi thì Sở gia lại phải gặp xui xẻo. Hai người công kích mạnh mẽ lên màn ánh sáng màu tím. Màn ánh sáng màu tím bắt đầu run rẩy. Ha ha, trời cũng giúp ta, bọn họ cũng có lúc ngủ gật. Sở Nghiệp cười lớn ha ha. Những ngày qua, hắn rất uất ức, trong lòng càng cực kỳ bứt rứt. Bây giờ rốt cục cũng có cơ hội phản kích rồi, hắn đâu còn do dự nữa. Công kích cuồng bạo nổ ra giống như không cần mạng, khe hở trên màn ánh sáng màu tím càng ngày càng nhiều. Sau đó mấy người khác cũng hồi tỉnh lại, bắt đầu công kích điên cuồng. Dưới sự oanh tạc tới tấp của mấy đại cường giả chiến thần cảnh, màn ánh sáng màu tím bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số mưa ánh sáng màu tím tiêu tán trên không trung giống như pháo hoa nở rộ, mỹ diệu hùng vĩ. Trận pháp bị phá rồi. Có người kinh ngạc kêu lên, tu sĩ cổ thành Sở gia nhao nhao trông về chân trời, trên mặt tiều tụy lại mệt mỏi trên lộ ra vẻ bất ngờ vui mừng. Những ngày qua, bọn họ đều trải qua trong sợ hãi và lo lắng, không ít tử đệ Sở gia gặp họa. Bọn họ luôn nghĩ làm thế nào phá trận pháp này ra. Bây giờ thật sự như ý nguyện, điều này bảo họ làm sao có thể bình tĩnh đây. Trên không trung cao, Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp cũng thở nhẹ một hơi, Sở Thiên Minh lạnh giọng nói, tăng cường tuần tra, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Dạ, gia chủ, Sở Nghiệp cung kính gật đầu, lần này bị người ta bố trí trận pháp, tất cả đều là bọn họ khinh địch mà nên. Sở Nghiệp thầm phát thể chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Dừng một chút, Sở Nghiệp lại nói, gia chủ, người nói xem sao sấm sét này lại biến mất chứ. Sở Thiên Minh cũng khó hiểu không thôi, đây đã gần một tháng rồi. Rất nhiều người cũng đã đến biên giới sụp đổ. Nếu như trận pháp không phá, hắn cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Sở Tiền Bối, hy vọng ngươi vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Đúng lúc Sở Thiên Minh nghi hoặc. Phía xa đột nhiên có hai bóng người kích xạ tới. Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp nhìn theo âm thanh phát ra, nhìn thấy hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, mấy cái lắc mình liền xuất hiện phía trước mặt, ánh mắt hai người có chút sáng lên. Tiêu lão đệ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ vừa nãy là ngươi? Sở Thiên Minh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn đã nhận được tin tức rằng Tiêu Phàm tiến vào thần kiếp địa. Tiêu Phàm xuất hiện ở đây thì cũng thôi đi. Điều hắn càng không ngờ tới chính là, vừa nãy rất có thể là Tiêu Phàm giúp bọn họ phá trận pháp. Tiện tay mà thôi, Tiêu Phàm gật đầu mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ Sở Thiên Minh, hắn cũng biết trong thời gian này người của Sở gia rất khó khăn. Tiêu lão đệ, cái tiện tay này của ngươi, đối với Sở gia ta mà nói, là hòn than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi đó.
Sở Thiên Minh từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Nếu như Tiêu Phàm không xuất hiện, bọn họ cũng không dám phá trận pháp, mặc dù Sở gia không có đến mức diệt tộc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu huynh đệ, người đột phá chiến thần rồi sao? Ánh mắt Sở Nghiệp bên cạnh đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. May mắn, Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn tin tưởng, dựa vào thực lực của Sở Nghiệp khẳng định có thể nhìn ra, huống chi điều này cũng không có gì để giấu giếm. Chúc mừng, Tiêu huynh đệ quả nhiên không hổ là rồng phượng trong loài người. Sở Nghiệp chắp tay nói, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, chiến ý trong mắt lấp lóe. Trong lòng Sở Nghiệp lại cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện mình đã nhìn không thấu Tiêu Phàm, hoàn toàn không giống với người vừa mới đột phá chiến thần cảnh. Tiền bối ưu ái rồi. Tiêu Phàm cười lắc đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên ngoài cổ thành, sâu trong mắt hiện lên một vẻ thất vọng. Tiêu lão đệ, người đang chờ người nào phải không? Nếu như không có chuyện gì, đến phủ một chuyến trước đi. Sở Thiên Minh nhìn thấy thần sắc của Tiêu Phàm, hỏi dò. Vốn dĩ việc phá giải trận pháp, là muốn dụ người bố trận xuất hiện, xem ra là sẽ không tới rồi. Tiêu Phàm thở dài. Hắn thật sự hy vọng Tử Vô Danh xuất hiện, có thể giúp Bác lão giải quyết kẻ thù này, nhưng điều làm hắn thất vọng là, Tử Vô Danh có vẻ như sẽ không tới. Có điều nghĩ cũng phải, dựa vào tính cách của Tử Vô Danh, hắn sẽ không tin tưởng bất cứ người nào, hắn có thể vì việc báo thù giúp Chiến Thần Điện, nhưng nhất định không vì Chiến Thần Điện vào sinh ra tử. Xem ra là chúng ta làm không đúng. Sở Thiên Minh hiểu ra, nếu như không phải hắn và Sở Nghiệp vội vã phá trận, đoán chừng cũng sẽ không khiến người bố trận bị dọa. Dù sao, hắn và Sở Nghiệp là chiến thần cảnh đỉnh phong, người bố trận có mạnh hơn cũng không thể mạnh hơn hai người. Tốt nhất đừng để ta gặp người bố trận kia, nếu không ta không thể không vặt đầu hắn xuống. Sở Nghiệp giận dữ nói, tinh quang trong mắt bắn ra. Tiêu lão đệ, xin mời. Sở Thiên Minh nhìn về phía Tiêu Phàm nói, những lời giận dữ này của Sở Nghiệp hắn không để tâm, gặp được tất là duyên sinh tử, gặp không được thì nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Thịnh tình không thể chối từ. Tiêu Phàm cười gật đầu, vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm đột nhiên lo lắng hỏi, tiền bối, không biết mẫu thân của ta có khỏe không? Đến Sở gia cổ địa, điều Tiêu Phàm lo lắng nhất vẫn là an nguy của mẫu thân hắn Sở Lăng Vi, đây chính là người thân duy nhất trong thiên hạ của hắn. Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp nghe vậy, thân hình khựng lại một chút, vẻ mặt tươi cười kia bỗng ngưng đọng, thần sắc trở nên trầm tư. Tiêu Phàm nhìn thấy thần sắc hai người, nói thầm một tiếng không được rồi, chẳng lẽ mẫu thân mình xảy ra chuyện gì? Tiền bối, bất luận kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận, xin hai vị nói rõ sự thật. Tiêu Phàm chắp tay một cái, hết sức chỉnh trọng nói, vẻ lo lắng trên khuôn mặt càng ngày càng đậm. Sở Thiên Minh thở sâu, gật đầu nói, mẫu thân ngươi, linh hồn trọng thương, đến nay vẫn bất tỉnh nhân sự. Ngay từ đầu Sở Thiên Minh không biết quan hệ của Sở Lăng Vi và Tiêu Phàm, Sở Thiên Minh cũng chỉ coi Sở Lăng Vi như con cháu ưu tú của Sở gia mà đối đãi, vẫn để cô đảm nhiệm gia chủ của Sở gia. Ngay cả khi Sở Lăng Vi bị thương, mấy người Sở Thiên Minh cũng hoàn toàn không biết gì cả, sau này một trưởng lão của Sở gia nói cho Sở Thiên Minh bọn họ biết về thân phận của Sở Lăng Vi. Mấy người Sở Thiên Minh lúc ấy sắc mặt biến đổi sâu sắc, sau đó tìm đan dược tốt nhất trong gia tộc để cứu chữa, nhưng vẫn vậy chỉ giữ được cái mạng của Sở Lăng Vi. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu như Sở Lăng Vi tại Sở gia xảy ra chuyện, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Trong thiên hạ, nếu như nói còn có người khiến Sở Thiên Minh bọn họ không dám đắc tội thì tuyệt đối không phải là Chiến Thần Điện và dị tộc, mà là Tu La Điện. Đưa ta đi, ngữ khí Tiêu Phàm trầm xuống. Một cơn giận vô danh trong lòng dâng lên, hắn phát hiện, mình vẫn là quá tín nhiệm Sở gia, không ngờ rằng mẫu thân mình thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp không dám chần chừ, vội vàng đưa Tiêu Phàm bay về phía cổ thành Sở gia, tốc độ của mấy người rất nhanh, không bao lâu đã đến bên trong một tòa nhã yển. Xung quanh nhã yển, bố trí từng tầng trận pháp, còn có rất nhiều chiến thần cảnh cường giả âm thầm bảo vệ, thấy cảnh này. Luồng lệ khí trong lòng Tiêu Phàm mới tiêu tán không ít. Chí ít, Sở Thiên Minh bọn họ không bỏ mặc mẹ của mình. Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm, cũng thở dài một hơi, bọn họ sợ nhất là việc Tiêu Phàm thù hận Sở gia. Tiêu huynh đệ, ta gọi người mở trận pháp ra trước.
Trước khi vào Nhã Uyển, Sở Nghiệp vội vàng nói. Không cần, giọng nói Tiêu Phàm hững hờ, búng một cái, mấy cái trận pháp kia đột nhiên xuất hiện một khe hở, Tiêu Phàm lắc mình một cái liền đi vào, trận pháp này ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp cười chua chát một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể lập tức theo sau, bọn họ đã âm thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, phải khiến Tiêu Phàm tiêu trừ lửa giận. Khi hai người đến gần Nhã Uyển, phát hiện Tiêu Phàm đã ngồi xuống bên giường, một tay đặt lên mạch đập của Sở Lăng Vi, linh hồn lực dọc theo kinh mạch từ từ luồn vào, chạy khắp trong cơ thể nàng. Nhìn thấy Tiêu Phàm khi thì nhíu mày, khi thì thả lỏng, Sở Nghiệp và Sở Thiên Minh kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là một luyện dược sư hay sao? Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, thần sắc phẫn nộ tới cực điểm, lạnh lùng nói, là ai làm tổn thương mẹ ta? Là người này. Sở Nghiệp lấy tay vung lên, hư không đột nhiên hiện lên một thân ảnh, toàn thân thân ảnh kia bọc lấy áo bào đen, lưng rất gù, hẳn là một lão nhân. Chỉ là áo bào đen che khuất khuôn mặt, không rõ dung mạo cụ thể, cũng không biết là nam nữ. Tiêu Phàm thấy thế, một luồng sát khí ngùn ngùn bắn ra, hóa thành vô số kiếm khí thực thể xé toạc bóng đen kia, lạnh giọng nói, người này là ai? Chúng ta không biết, Sở Thiên Minh nói thật, trong trí nhớ của chúng ta, chiến hồn đại lục không nên tồn tại người này, linh hồn của hắn rất mạnh, cho dù là ta và Sở Nghiệp hai người đồng thời xuất thủ, khó khăn lắm mới đẩy lui hắn. Theo ý ngươi, hắn không phải người của chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, luồng sát ý kia lại càng ngày càng đậm. Mẫu thân bị thương, thậm chí ngay cả là ai làm cũng không biết, lửa giận trong lòng Tiêu Phàm tất nhiên khó mà lắng xuống. Không chắc chắn lắm. Có thể, dù sao vạn năm trước đó vẫn còn có rất nhiều lão nhân còn sống, chỉ là ẩn nấp đi mà thôi, hiện tại gia nhập chiến thần điện rồi cũng không biết chừng. Sở Thiên Minh lắc đầu, hắn còn có một câu không nói, chính là tình thế của chiến hồn đại lục càng ngày càng phức tạp. Đúng rồi Tiêu huynh đệ, ta nhớ bọn chúng có người gọi người này là quỷ lão. Lúc này, Sở Nghiệp đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó nói. Quỷ lão? Trong đầu Tiêu Phàm hiện lên từng dòng suy nghĩ, xưng là quỷ lão nhân, trong trí nhớ của hắn chỉ có vô môn phán quan quỷ vô môn của Diêm La. Nhưng quỷ vô môn chỉ là tu vi chiến thánh cảnh, sớm đã chết rồi nên không thể chết lần nữa, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp. Hít một hơi sâu, Tiêu Phàm nhìn Sở Lăng Vi suy yếu nằm ở trên giường, bình tĩnh lại một chút, hỏi tiếp, mẹ ta làm sao lại bị thương? Tiêu Phàm nhìn Sở Lăng Vi hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút hối hận, sớm biết thì đã sắp xếp cẩn thận cho mẫu thân mình, không để bà đợi tại Sở gia. Đáng tiếc, hối hận đã không có tác dụng nữa, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao chữa khỏi thương thế của Sở Lăng Vi, và làm cách nào báo thù. Không đợi Sở Thiên Minh mở miệng, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trong phòng bỗng nhiên lại xuất hiện một thân ảnh, chính là Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm vẫn để nàng đợi ở bên trong tiểu thiên địa. Ca, nơi này là, Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, khi nàng thấy Sở Lăng Vi nằm ở trên giường, lập tức nhào tới, mẹ, mẹ làm sao vậy, con là Linh Nhi đây. Tiêu Linh Nhi gọi hồi lâu, Sở Lăng Vi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cặp mắt của nàng sưng đỏ nhìn về phía Tiêu Phàm, sát khí đằng đằng nói ca, là ai làm tổn thương mẹ. Nghe hai vị tiền bối nói, Tiêu Phàm cất tiếng nói, hiện tại hắn cũng muốn biết Sở Lăng Vi là như thế nào mà bị thương. Chuyện phải bắt đầu nói từ một tháng trước, Sở Thiên Minh suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đứng ở một bên, lặng lặng nghe Sở Thiên Minh tỉ mỉ kể lại. Một tháng trước, chiến thần điện tiến đánh Sở gia, đánh mãi không xong liền dừng lại, Sở gia sợ chiến thần điện giở trò âm mưu quỷ kế, liền tăng cường tuần tra. Bởi vì đối thủ là cường giả chiến thánh cảnh trở lên của chiến thần điện, cho nên thực lực người tuần tra cũng đều cao hơn chiến thánh cảnh. Thậm chí còn có không ít chiến thần cảnh. Những chiến thần cảnh này, dĩ nhiên chính là cường giả của Sở gia luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, dựa vào nội tình của Sở Thiên Minh bọn hắn, nắm giữ thần lực chi tinh là chuyện rất bình thường. Sở Lăng Vi mặc dù là gia chủ, nhưng cũng tự mình gia nhập đội ngũ tuần tra, mọi thứ đều tự thân đi làm. Nhưng vào một ngày nọ, đội của Sở Lăng Vi lại không may đụng phải không ít tu sĩ chiến thần điện. Mà lại phát hiện bọn chúng đang bí mật tiến hành kế hoạch nào đó nhằm vào Sở gia. Dựa vào đám người bọn họ chưa chắc là đối thủ của chiến thần điện,
bởi vậy Sở Lăng Vi không cần suy nghĩ, trực tiếp đưa đội tuần tra rời đi. Nhưng vấn đề là, không chỉ đám người bọn họ phát hiện ra người của Chiến Thần Điện, người của Chiến Thần Điện cũng phát hiện ra bọn họ. Hai phe ra tay đánh nhau, đáng tiếc số người của Sở gia rõ ràng không bằng đối phương, rất nhanh ở thế yếu, cường giả chiến thánh cảnh của Sở gia che chở Sở Lăng Vi chạy thoát. Sở Lăng Vi cũng là người quả quyết, ý nghĩ đầu tiên liền là nói việc này cho Sở Thiên Minh bọn họ, nhưng mà đúng vào lúc này, một nguồn linh hồn lực mạnh mẽ cuốn tới, phóng vào đầu Sở Lăng Vi. Nếu như không phải Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp vừa lúc đó đuổi tới, Sở Lăng có lẽ đã chết rồi. Sau đó Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp chạm trán một phen với linh hồn của người đó, hơn nữa trông thấy thân ảnh của người đó ở đằng xa, cũng chính là quỷ lão mang áo bào đen vừa rồi Tiêu Phàm nhìn thấy. Tranh đấu một phen, hai người Sở Thiên Minh khó khăn lắm mới chiếm được thượng phong, có điều người kia cuối cùng rút lui cũng không phải là không bằng bọn họ, mà là có người ở đằng xa bảo hắn rời đi. Nghe đến đây, Tiêu Phàm đã phần nào hiểu được sự việc, chuyện này ngược lại cũng không thể trách cứ Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp, nếu như không phải là hai người, mẫu thân Sở Lăng Vi của hắn khả năng đã chết. Đa tạ hai vị tiền bối tương cứu, Tiêu Phàm thở sâu, có chút thi lễ nói. Sở Thiên Minh vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, nói Tiêu lão đệ, người thi lễ như vậy khiến trong lòng chúng ta khó có thể bình an, nếu như chúng ta có thể đến sớm một chút xíu, mẫu thân người cũng sẽ không làm sao. Sở Thiên Minh nói như vậy, Tiêu Phàm có chút ái ngại, sau đó nói tránh đi tiền bối, các ngươi đã cho mẹ ta uống bổ thần đan phải không? Không sai, Sở Thiên Minh gật gật đầu, sau đó cười đắng chát, nói, đáng tiếc, bổ thần đan căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, ta xem xét tình trạng của mẫu thân ngươi, linh hồn không có gì hao tổn, nhưng lại không thể tỉnh lại, xuất phát từ điểm này, chỉ có một khả năng. Nói đến đây, thần sắc Sở Thiên Minh nghiêm nghị, sắc mặt cũng trở nên lúng túng hơn. Khả năng gì, lão đầu ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Linh Nhi lập tức chẹn lời. Linh Nhi, chớ có vô lễ. Tiêu Phàm quát Tiêu Linh Nhi một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Thiên Minh cáo lỗi, nói tiền bối có phải muốn nói, linh của mẫu thân ta không thấy nữa. Tiêu lão đệ, ngươi cũng đã nhìn ra. Sở Thiên Minh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách Sở Thiên Minh kinh ngạc như thế, phải biết rằng, hắn vạn năm trước là đệ nhất dược thần, mặc dù Tiêu Phàm có được tu la truyền thừa, nhưng chắc chắn không phải cái gì cũng biết. Chí ít, Sở Thiên Minh không tin Tiêu Phàm có thể nhìn ra vấn đề trên người Sở Lăng Vi, nhưng kết quả lại làm cho hắn không ngờ tới. Linh, cái gì là Linh? Tiêu Linh Nhi không hiểu, vô cùng lo lắng nói, nàng hiện tại chỉ muốn cứu mẫu thân của nàng tỉnh lại. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói, Linh, là một bộ phận linh hồn, chủ đạo tất cả linh hồn, đối với chiến thần cảnh mà nói, không có Linh, hồn sẽ đánh mất phương hướng, không cách nào điều khiển thân thể của mình, hiển nhiên cũng sẽ không tỉnh lại. Vẫn không hiểu, Tiêu Linh Nhi mơ hồ lắc đầu. Giải thích một cách đơn giản, Linh là thần tính. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, người bình thường không có thần tính, vẫn có thể để hồn chủ đạo thân thể, với người bình thường không có cái thứ hai. Cơ hồ không có bất kỳ điểm gì khác nhau. Nhưng sau khi đột phá chiến thần cảnh, nhục thân và linh hồn đều trở nên đủ mạnh, chỉ dựa vào hồn đã không thể nào khống chế thân thể của chúng ta, chỉ có linh mới làm được, đây chính là cái mà chúng ta gọi là linh tính. Cũng chính là thần tính. Hoặc là nói, bởi vì sau khi đột phá chiến thánh cảnh, người từ từ chuyển đổi sang thần. Tác dụng của hồn thu nhỏ lại, tác dụng của linh tính trở nên lớn, thậm chí có tính quyết định. Thần tính của mẫu thân không thấy nữa, hiển nhiên không cách nào tỉnh lại. Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm đau đầu, mình có giải thích như thế nào thì có vẻ nó cũng sẽ không hiểu. Tiêu lão đệ, không ngờ rằng đối với linh hồn ngươi lại hiểu rõ như vậy, thật sự bội phục. Sở Thiên Minh hết sức kinh ngạc với lời nói của Tiêu Phàm, bọn hắn chỉ biết linh và hồn là khác nhau, nhưng không ngờ rằng Tiêu Phàm lại giải thích rõ ràng như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu nói, để hai vị tiền bối chê cười, ta cũng là liên tưởng đến hồn tộc và linh tộc mới phát hiện linh và hồn là khác biệt. Hồn tộc mặc dù nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng rất có tính hạn chế, bọn họ mãi mãi đều dậm chân tại chiến thần cảnh. Điểm này Tiêu Phàm cũng là nghe Trọc Thiên Hồng nói, trước đó hắn cũng không tin hồn tộc tối đa cũng chỉ có thể dừng bước ở chiến thần cảnh, nhưng hiện tại hắn phát hiện, điều này có đạo lý nhất định. Nói tới hồn tộc, Tiêu Phàm lại nghĩ tới Diệp Thi Vũ.
hắn cũng không hy vọng Diệp Thi Vũ cả đời cũng dừng bước tại chiến thần cảnh, hắn vẫn muốn có thể cùng Diệp Thi Vũ chu du khắp thế gian. Đương nhiên, cho dù Diệp Thi Vũ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cũng sẽ tận lực bảo vệ và chăm sóc cho nàng. Tiêu lão đệ, nếu quả thật đúng như suy nghĩ của ta và ngươi, đối phương thật sự đã cướp đi linh của mẫu thân ngươi, chắc chắn là có toan tính tất cả. Sở Thiên Minh gật gật đầu, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, vấn đề này hắn cũng nghĩ tới, có thể dựa vào linh hồn lực ngăn cản hai người Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp, đối phương chí ít cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong. Mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tước đoạt linh tính của mẫu thân mình, thủ đoạn này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mặt khác, Tiêu Phàm nghĩ xa hơn, đối phương vì sao phải cố ý cướp đi một cái linh tính của chiến thánh cảnh. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương muốn dùng linh của mẫu thân hắn để ép hắn làm một số chuyện không mong muốn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm trở nên phát lạnh như băng, âm thầm cất giọng nói, người dám uy hiếp ta, đều phải trả một cái giá rất đắt. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm hít sâu, nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi, muội cần phải bảo vệ mẹ cho tốt. Vâng, Tiêu Linh Nhi gật đầu lia lịa. Tiêu lão đệ, ngươi không phải là muốn đánh tới chiến thần điện chứ? Sở Thiên Minh vội vàng ngăn Tiêu Phàm lại. Cảm nhận được sự quan tâm sâu đậm của Sở Thiên Minh, trong lòng Tiêu Phàm cảm kích một hồi, cười nói, tiền bối, người yên tâm đi, cho dù đánh tới, cũng không phải bây giờ. Lời vừa dứt, sâu trong mắt Tiêu Phàm ánh lên sắc lạnh, nói, cho dù không thể giết vào chiến thần điện, chỉ ít cho bọn hắn một chút phiền phức vẫn không có vấn đề gì. Giết vào chiến thần điện, Tiêu Phàm hiển nhiên là không dám. Hắn có mạnh hơn cũng chỉ là một thất biến chiến thần mà thôi, đối phó với mấy tên chiến thần cảnh đỉnh phong còn có thể kháng trụ. Nhưng nếu là xâm nhập bản doanh chiến thần điện, dù có 10 hắn hiện tại, cũng chưa chắc có thể sống sót trở ra. Không là gì khác, chỉ cần một thiên thần, đã có thể giết hắn vô số lần. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Phàm, Sở Thiên Minh và Sở Nghiệp cũng thở phào một hơi, hai người đúng là sợ Tiêu Phàm chẳng nói chẳng rằng giết vào chiến thần điện. Vậy chẳng khác nào chán sống mà tự thắt cổ. Tiếp sau đó một khoảng thời gian, Tiêu Phàm đợi ở cổ thành Sở gia, điều khiến hắn thấy bất thường là Tử Vô Danh vẫn không xuất hiện. Tiêu Phàm cũng dứt khoát không đợi nữa, trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Thời gian nửa tháng đã trôi qua, sinh tử áo nghĩa của Tiêu Phàm cũng không có tiến triển lớn, có điều hỏa diễm áo nghĩa lại luyện hóa được 7 thành, thậm chí khoảng cách đến 8 thành cũng không xa. Nếu như không có gì bất thường xảy ra, Tiêu Phàm sẽ dựa vào hỏa diễm áo nghĩa đột phá bát biến chiến thần. Có điều hiện tại Tiêu Phàm đối với cái gọi là cảnh giới đã không có quá nhiều hứng thú, trừ phi có thể đột phá thiên thần cảnh, bằng không mà nói, muốn đánh bại cường giả thiên thần, có vẻ là không thể nào. Sinh tử áo nghĩa, còn phải lĩnh ngộ trong thời khắc sinh tử, mặc dù đã có thể chạm được tới, nhưng muốn thật sự lĩnh ngộ 7 thành, đường phải đi còn rất dài. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có linh hồn phân thân thì lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, Tiêu Phàm cũng không cần thiết nhập định, hiện tại hắn chỉ lo lắng cho sự an nguy của Lăng Phong bọn họ. Mấy ngày lại trôi qua, Tiêu Phàm mới từ trong tu luyện tỉnh lại, đột nhiên trong tay xuất hiện một truyền âm ngọc phù, khi khuấy động, bên trong truyền đến một giọng nói lo lắng, lão tam, ngươi sao rồi? Nhận được trả lời ta, âm thanh kia rất lo lắng. Rất phẫn nộ, lại mang theo giọng buồn phiền, nhưng lại ẩn chứa tình nghĩa huynh đệ. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn hiển nhiên thoáng chút đã nghe ra, giọng nói này là của Nam Cung Tiêu Tiêu, hơn nữa giọng nói này đoán chừng còn phát ra từ thời điểm bọn họ bị đưa ra khỏi thần kiếp địa. Chỉ là ở trong hư vô, truyền âm ngọc phù không cách nào truyền lời nói của bọn họ đến. Bây giờ lời nói có thể truyền đến, chỉ có một khả năng, chính là việc Nam Cung Tiêu Tiêu đã về tới chiến hồn đại lục. Đoán chừng mấy người đều không ngờ rằng, Tiêu Phàm lại trở về chiến hồn đại lục trước họ một tháng trở lại đây, uổng công bọn họ lo lắng tới an nguy của Tiêu Phàm. Lão Tam, ngươi không được chết, nếu ngươi mà chết rồi, các huynh đệ làm quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Đây là giọng nói của Lăng Phong, bên trong ngữ khí cũng mang theo chút nghẹn ngào. Tam ca, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định phải trở về, huynh đệ chúng ta tại chiến hồn đại lục chờ ngươi. Đây là giọng nói của Quan Tiểu Thất, ngữ khí vô cùng kiên định. Công tử, Tu La Điện không thể không có người. Một đời người,
Hai huynh đệ, công tử người luôn luôn quên mình vì người khác, như thế này thì không có coi chúng ta là huynh đệ. Từng giọng nói từ bên trong truyền âm ngọc phù truyền đến, thời gian một tháng kế tiếp, Lăng Phong mọi người mỗi ngày đều không quản khó khăn dò hỏi tình hình của Tiêu Phàm. Khóe mắt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, hắn phát hiện, mình không phải chỉ có một thân một mình, còn có một đám huynh đệ vào sinh ra tử. Để nghe xong những lời này, Tiêu Phàm bỏ ra hai canh giờ, trong lời nói đều là sự quan tâm của các huynh đệ đối với hắn. Mọi người, ta ở thiên vực, Tiêu Phàm khuấy động tất cả khí thức hồn lực bên trong truyền âm ngọc phù, đồng thời truyền câu nói này ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn. Giờ đây, trên đỉnh những dãy núi ở chiến hồn đại lục xuất hiện từng đạo thân ảnh, đám người mặt không cảm xúc, vẻ bề ngoài xem ra vừa lạ lại vừa quen. Những người này không phải ai khác, chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Phong Lang và Ảnh Phong, mọi người đã đến chiến hồn đại lục thành công. Về phần tu sĩ cổ tộc và bộ hạ cũ của Tu La Điệt, thì là nửa đường ai đi đường nấy. Các huynh đệ, mọi người có dự tính gì tiếp theo không? Lăng Phong nhìn mọi người nói, trở lại chiến hồn đại lục là chuyện vui mừng, nhưng Tiêu Phàm sống chết chưa rõ, mấy người đều vui mừng không nổi. Có cần nói việc này cho tiểu ma nữ? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi thử. Không cần, Lăng Phong lắc đầu, nói, lão tam mặc dù lưu lại thần kiếp địa, nhưng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, chờ xác định tin tức sau hãng nói, hiện tại ta chỉ muốn làm một việc, chính là báo thù cho lão tam. Không sai, ta cần báo thù cho lão tam, ta muốn giết chết đám súc sinh của chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc kia. Nói đến việc báo thù cho Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu liền nổi giận. Mọi người chờ ta đi trước gọi linh tộc, trước tiên giết chiến thần điện, sau đó quay lại hủy diệt huyết ma bộ lạc. Trong mắt Quan Tiểu Thất cũng phóng ra sắc lạnh, hung hổ nói. Hắn thân là tộc trưởng linh tộc, thực sự có khả năng này, mặc dù linh tộc không như vạn năm trước đó, nhưng cũng chắc chắn không phải những cổ tộc bình thường có thể so sánh. Ảnh Phong, Phong Lang, Mộ Dung Tuyết, Long Thần, Diệp Trường Sinh, Lãnh Tiêu Nhẫn, Vân Khê, Bắc Thần Phong tám người ánh mắt sắc lạnh bắn ra bốn phía, bọn họ không nói lời nào, chỉ có sát khí phóng ra. Cũng vào lúc này, đám người đột nhiên đồng thời lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, mấy người nhìn nhau, không biết vì sao. Sau đó mười mấy người đồng thời khuấy động, bỗng nhiên bên trong truyền đến cùng một đạo âm thanh, mọi người, ta ở thiên vực. Giọng nói không lớn, nhưng lại giống như một đạo kinh lôi quanh quẩn trong tim tất cả mọi người. Giọng nói này thật sự quá quen thuộc. Đây là giọng nói của lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu run rẩy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ra không kiềm chế được nữa. Lão tam hắn không sao cả, ha ha, ta biết hắn sẽ không sao cả. Lăng Phong cũng không bình tĩnh được nữa, bình thường nhìn hắn lạnh lùng vô cùng, nhưng bây giờ cũng không giấu được sự kích động. Mấy người khác cũng vô cùng hoan hỉ, Tiêu Phàm giống như một đại trụ to lớn, định hải thần châm. Có thể ảnh hưởng đến tâm tư của mọi người, bởi vì những người này, đều là huynh đệ của hắn, những huynh đệ có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhau. Hồi lâu sau, mấy người mới trấn áp được xúc động trong lòng, bình tĩnh trở lại, đám người thu hồi truyền âm ngọc phù, hướng ánh mắt về phía Lăng Phong. Lão Tam, sao ngươi lại chạy tới thiên vực rồi? Lăng Phong hít sâu một hơi nói, tựa như sợ mình như đang nằm mơ. Một tháng trước đã trở lại rồi. Xem ra các huynh chậm hơn ta không ít. Giọng Tiêu Phàm cười to từ bên trong truyền đến. Một tháng trước, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc kêu lên, coi bộ không tin, bọn họ đi trước so với Tiêu Phàm, làm sao Tiêu Phàm lại đến trước bọn họ cơ chứ? Các huynh đệ, xem ra các người hẳn là đang ở cùng nhau. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tiếp theo đây các người có tính toán gì? Đám người nhìn nhau, Ảnh Phong nói trước, chúng ta đợi công tử sắp xếp. Đối với Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều vô cùng tín nhiệm, một người huynh đệ có thể vì mình mà đánh đổi mạng sống, còn có cái gì mà không thể tin tưởng hắn. Tốt, vậy các huynh đệ về vị trí của mình, nếu cần nhân tài hãy tìm Dịch Bằng yêu cầu, nếu có manh mối gì, cũng có thể chuyển cho đệ nhất lâu. Tiêu Phàm nói. Vâng, công tử điện chủ. Đám người không chút do dự gật đầu, đối với mệnh lệnh của Tiêu Phàm, bọn họ đều lựa chọn phục tùng vô điều kiện. Công tử, huyết huynh đâu? Thật lâu sau, Ảnh Phong mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm phía đối diện lại im lặng rất lâu, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt trở nên khó coi.
Sư huynh vì cứu ta, đã chết rồi. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên lần nữa, chỉ là có chút nghẹn ngào. Đám người nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một bộ áo bào tím, một bộ tóc màu đỏ máu, một thanh niên tuấn tú hiên ngang, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà đã sớm lìa trần. Các huynh đệ, mối thù của sư huynh Tiêu Phàm ta nhất định sẽ báo, ở đây ta thỉnh cầu các huynh đệ, tại thời buổi rối loạn này, mọi người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Phàm chân thành nói, trong giọng nói đều mang ý nghĩa khẩn cầu tha thiết. Đám người nghe được lời nói chân thành của Tiêu Phàm, hồi lâu không thể bình tĩnh, bọn họ biết Tiêu Phàm chắc là đang vì cái chết của Huyết Vô Tuyệt mà tự trách. Chẳng cần biết Huyết Vô Tuyệt có phải vì Tiêu Phàm mà chết hay không, trong lòng Tiêu Phàm cũng sẽ không thể tốt lên được. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Ảnh Phong trịnh trọng gật đầu, những người khác mặc dù không mở miệng, nhưng đều thể hiện ánh mắt kiên định. Cảm ơn các huynh đệ, Tiêu Phàm lại thở dài một hơi, hắn thật sự sợ bọn người Ảnh Phong vì báo thù cho Huyết Vô Tuyệt, mà đánh mất lý trí. Lúc trước hắn chẳng phải là như vậy sao, trực tiếp nộ sát mấy trăm chiến thần của Huyết Ma Bộ Lạc, lệ khí trong lòng của hắn ít nhiều mới bình phục trở lại. Trong sân thiên vực của Sở gia, hai mắt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, nói chuyện của huyền vực giao cho ta đi, mọi người có việc thì liên hệ mọi lúc. Hiện tại hắn còn không biết làm sao để đối mặt với Huyết Yêu Nhiêu, dù sao, nếu như mang theo thi thể Huyết Vô Tuyệt trở về, đối với Huyết Yêu Nhiêu mà nói, khẳng định là khó có thể chịu đựng được cú sốc lớn này. Vâng, công tử điện chủ, giọng nói của Phong Lang mấy người đồng thời vang lên, sau đó có thể nghe được âm thanh của mấy thân ảnh rời đi xa. Thật lâu sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục nói, lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, các ngươi đi đâu? Ta muốn đi Độc Cô gia tộc một chuyến, sau đó cứu chiến tộc tiền bối của ta ra. Phía đối diện trầm tư một lát, Nam Cung Tiêu Tiêu nói trước. Ngươi nói là Chiến La, Tiêu Phàm nhíu mày, điểm này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, hơn nữa trước đây hắn cũng từng nghĩ đến việc này, nếu có thời gian về Nam Vực, bất luận như thế nào cũng phải cứu Chiến La. Không sai, Chiến La là đại tướng thứ nhất của chiến tộc, năm đó mang theo chiến tộc truyền thừa rời đi. Lại bị người ta truy sát, cuối cùng tự phong dưới Lôi Nguyệt Hoàng Thành. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu nói, đến lúc đó ta còn muốn đến đó thuận tiện lấy một vài thứ. Được, vậy đợi việc của huynh hoàn tất xong đến tìm ta. Tiêu Phàm không phản bác, bây giờ các huynh đệ đều trưởng thành, mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Tam ca, ta muốn về linh tộc một chuyến, lôi đám lão bất tử kia ra ngoài, làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến mới được. Giọng nói của Quan Tiểu Thất lại vang lên, Tam ca, đến lúc đó ta mang linh tộc ra ngoài, thì đi đâu tìm huynh đây? Nghe được lời nói này, Tiêu Phàm rơi vào trầm tư, nếu như linh tộc gia nhập, thực lực của Tu La Điện hiển nhiên sẽ nâng lên một tầm cao mới, nhưng mấu chốt là chiến hồn đại lục bây giờ, có vẻ như không có chỗ nào yên ổn cho Tu La Điện. Một khi Tu La Điện xuất hiện, chiến thần điện đoán chừng sẽ lập tức giết tới, dựa vào thực lực của Tu La Điện hiện tại. Cũng chưa hẳn là đối thủ của chiến thần điện. Xem ra cần phải để Tu La Điện đường đường chính chính tái xuất ở thế gian. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhưng trong lòng thì đang tính toán. Nếu như Tu Vi có thể tiến thêm một bước, thì chiến thần cảnh đỉnh phong hắn cũng hoàn toàn không cần bận tâm, dù là chiến thiên hạ thì Tiêu Phàm cũng có tự tin triệt hạ. Thế nhưng, muốn đột phá bát biến chiến thần lại là khó khăn nhường nào, trừ phi luyện hóa sức mạnh của Niết Bàn Châu. Nếu không trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Vẫn là thực lực không đủ, Tiêu Phàm thở dài một hơi, nếu như thực lực đầy đủ, hắn cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí như thế. Cho dù là cửu biến chiến thần, Tiêu Phàm cũng dám để Tu La Điện bày ra ngoài sáng, nếu như đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tự tin, cho dù bản thể minh yểm ở trước mặt mình, hắn cũng không hề sợ hãi. Tam ca, huynh có đang nghe không? Giọng nói của Quan Tiểu Thất tiếp tục vang lên. Linh tộc tạm thời không nên động binh, nếu như các huynh trong vòng 3 tháng, có thể làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, ta muốn mang các huynh đi đến một chỗ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đi chỗ nào? Lăng Phong lập tức có hứng thú. Lão Tam, ta đang tới thiên vực, ngươi ở Sở gia cổ địa đúng không? Ngươi ở đó chờ ta. Vậy trước mắt ta không về linh tộc nữa. Quan Tiểu Thất cũng quyết định nhanh chóng. Địa điểm mà Tiêu Phàm nói chắc chắn không đơn giản, hắn hiển nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chờ ta 3 tháng,
Không, một tháng là được, sau một tháng, ta nhất định đến. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nói, sợ bỏ qua cái gì. Lão nhị, có một số việc bất luận như thế nào đều là phải làm, nếu như chậm một chút cũng không sao, ta chở huynh là được. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Được, vậy giờ ta tiến về Độc Cô gia tộc đây. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói liền đi ngay, mang theo Lôi Hoàng đi về phía Bắc Vực. Lão Tam, chúng ta bây giờ đi tới Thiên Vực. Lăng Phong cười nói, trong mắt tràn trề mong đợi. Đến Huyền Vực đi, đến lúc đó ta liên lạc với mọi người sau. Tiêu Phàm thở sâu, thu truyền âm ngọc phù vào, bất luận như thế nào, hắn đều muốn tiến về Huyền Vực một chuyến, tự mình nói chuyện của Huyết Vô Tuyệt cho Huyết Yêu Nhiêu. Ý niệm nhất động, Tiêu Phàm liền tiến vào bên trong Tiểu Thiên Địa, hắn đã rất lâu không tiến vào Tiểu Thiên Địa, Tiểu Thiên Địa bây giờ, linh khí đã nồng đậm tới cực điểm, so với Chiến Hồn Đại Lục còn đậm hơn rất nhiều lần. So sánh với Chiến Hồn Đại Lục bây giờ khói lửa tràn ngập, nơi này tựa hồ chính là nhân gian tiên cảnh, hơn nữa Tiểu Thiên Địa sau khi hấp thụ luyện hóa không gian bí cảnh của Vạn Thánh Dược Các, đã khuếch đại lên rất nhiều, đạt tới đường kính 2 vạn dặm, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Một ý niệm trong đầu, Tiêu Phàm đã xuất hiện bên bờ một cây hoa sen xanh biếc, chính là Hỗn Độn Thanh Liên, phía dưới Hỗn Độn Thanh Liên, có một cỗ quan tài băng lơ lửng. Bên trong quan tài băng có một thân ảnh, chính là Huyết Vô Tuyệt, trên lồng ngực của hắn, còn nhuộm một vết máu đã hóa đen. Hỗn Độn Thanh Liên nhả ra một luồng sương mù hỗn độn bao phủ quan tài băng, ngăn chặn tất cả sự ăn mòn. Đa tạ ngươi, Thanh Linh, Tiêu Phàm nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên run rẩy, tựa hồ là nghe hiểu ý tứ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, linh hồn của hắn đã gần như tiêu tán, mệnh cách cũng suýt nữa nổ tung, trừ phi có linh hồn cao thủ chân chính, bổ sung đầy đủ vào mảnh linh hồn bị vỡ còn lại của hắn, đồng thời chữa trị mệnh cách của hắn, nếu không không ai có thể cứu nổi. Đột nhiên, một giọng nói khe khẽ vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con tiểu long màu đen từ mặt đất chui ra, lơ lửng trong không trung. Ngoại trừ cửu âm thần long còn có thể là ai? Tiêu Phàm không phản bác, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn là một luyện dược sư, nhưng chưa từng thử qua việc chữa trị linh hồn và mệnh cách, cũng không dám dùng Huyết Vô Tuyệt để thí nghiệm, trừ phi hoàn toàn chắc chắn. Thở sâu, Tiêu Phàm nhắn nhủ Hỗn Độn Thanh Liên vài câu liền quay người rời đi, hiện tại hắn không thể cứu Huyết Vô Tuyệt, nhưng không có nghĩa là tương lai không thể. Tu La Điện Chủ, xin dừng bước. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, đột nhiên một giọng nói chắc nịch và già nua quanh quẩn tại bên tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dừng lại, ngoái đầu về phía thân ảnh kia, nhìn thấy một tòa tiểu tháp lung linh huyết sắc nhanh chóng bay tới, rơi xuống phía trước Tiêu Phàm. Luyện tâm tháp, ngươi hoàn toàn khôi phục rồi. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, luyện tâm tháp lúc này, toàn thân không có bất kỳ vết nứt nào, trông hoàn mỹ không một tì vết. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi tán dương. Quả nhiên không hổ là một trong thập đại thần binh, năng lực tự hồi phục lại mạnh đến vậy, đây mới hơn 1 năm mà thôi. May mắn, đa tạ Tu La Điện Chủ trợ giúp lão hủ thoát khỏi nguy khốn. Giọng nói của luyện tâm tháp khí linh tiếp tục vang lên. Không cần khách khí, tàn niệm của tiền bối có ân đối với Tiêu Mỗ, vãn bối chỉ là hoàn thành lời hứa năm đó mà thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Trong lòng của hắn có một nỗi nghi hoặc. Khí linh của luyện tâm tháp này tại sao có thể nói chuyện, mà khí linh của thần binh khác lại không thể. Giống với khí linh của Tu La Kiếm, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được tâm tình của nó, nhưng như khí linh của luyện tâm tháp có thể giao tiếp được với con người, thì hoàn toàn không thể nào làm được. Tu La Điện Chủ, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, xin ngài có thể đáp ứng. Giọng nói của khí linh luyện tâm tháp tiếp tục vang lên. Mời nói, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc trả lời. Nhưng trong lòng thì có chút xem thường, ngươi chẳng qua chỉ là một thần binh, còn có yêu cầu gì quá đáng. Tiêu Phàm nhìn huyết sắc luyện tâm tháp, chờ đợi đáp án của hắn, Tiêu Phàm muốn xem, một đồ vật còn có yêu cầu gì quá đáng. Nói thật, Tiêu Phàm muốn luyện hóa luyện tâm tháp, nhưng cứ nghĩ tới khí linh của luyện tâm tháp, hắn liền nhức cả đầu. Luyện hóa kiện thần binh này, sao mà có cảm giác luyện hóa một người đang sống sờ sờ vậy? Nghĩ đến đây. Tiêu Phàm rút lại ý nghĩ này. Tu La Điện Chủ, lão hủ muốn báo thù, xin ngài giúp lão hủ một chút sức lực. Chờ đợi hồi lâu, khí linh của luyện tâm tháp cuối cùng cũng phun ra một câu. Báo thù, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc,
hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cách nghĩ của khí linh luyện tâm tháp, ngươi là một kiện thần binh, lại không thể tu luyện, muốn ta giúp ngươi báo thù như thế nào? Cũng không thể bảo ta thay ngươi giết tới thiên thần phong chứ? Nếu như ta có thực lực như vậy, cũng căn bản không cần ngươi mở miệng, đã sớm cầm kiếm giết tới rồi. Còn nữa, để ngươi tự mình đi báo thù, ta chẳng lẽ trực tiếp vứt người vào thiên thần phong, ngươi có thể tự mình giết người hay sao? Có điều Tiêu Phàm lại không thể không tán dương, luyện tâm tháp không hổ danh là đứng thứ hai trong thập đại thần binh cổ xưa, lại có được linh trí và ý thức của chính mình. Lão hủ đúng là không thể tự mình báo thù, có điều chỉ cần Tu La Điện chủ có thể giúp ta báo thù, ta có thể giúp Tu La Điện huấn luyện tu sĩ. Khí linh của luyện tâm tháp sợ Tiêu Phàm từ chối, lại vội vàng thay đổi giọng điệu. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói, ngươi có thể huấn luyện tu sĩ. Huấn luyện như thế nào? Một kiện thần binh có thể huấn luyện tu sĩ, đừng nói Tiêu Phàm gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng. Bảy không gian của ta, có dòng chảy thời gian không giống nhau, cũng có thể tạo thành đủ loại thời không huyễn cảnh, có thể giúp Tu La Điện huấn luyện ra những tu giả có tâm tính vô cùng kiên định. Khí linh của luyện tâm tháp giải thích. Tiêu Phàm nghe vậy, vẻ bề ngoài nhìn qua thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng giật mình kinh hãi khôn nguôi, có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, hắn cũng không tin thần binh có thể làm đến bước này. Pháp bảo, trong lòng Tiêu Phàm bất giác nghĩ đến hai chữ này, cũng chỉ có hai chữ này mới có thể giải thích vì sao luyện tâm tháp có được khí linh, hơn nữa còn có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Bởi vì thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, điều này đã thuộc về phạm trù của pháp bảo. Thần binh xếp hạng thứ hai trong thập đại thần binh cổ xưa luyện tâm tháp đã là pháp bảo trong truyền thuyết, vậy Tu La kiếm xếp hạng thứ nhất thì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm vô cùng không bình tĩnh, có điều hắn cuối cùng cũng biết, vì sao luyện tâm tháp được gọi với cái tên là luyện tâm tháp, mấu chốt vẫn là ở hai chữ luyện tâm. Tu La điện chủ không tin, có thể tự mình cảm nhận một chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, luyện tâm tháp vội vàng mở miệng nói. Được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói có điều trước tiên ta phải nói rõ ràng, ta hiện giờ không phải là đối thủ của chiến luân hồi, chưa thể giúp ngươi báo thù, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nếu như hiện tại muốn hắn đi chịu chết, Tiêu Phàm đánh chết cũng sẽ không đồng ý, trước mặt hóa thân thiên thần cảnh, hắn như là sâu kiến, thì càng không cần phải nói đến cường giả thiên thần cảnh thật sự. Tu La Điện Chủ, ngươi rất thành thật. Ta tin tưởng ngươi. Luyện tâm tháp đáp. Vậy đã giao kèo xong. Tiêu Phàm cười cười, hiện tại đối với hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như luyện tâm tháp thật sự có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, vấn đề này cũng trở nên dễ dàng giải quyết, cũng có thể vì sự trỗi dậy của Tu La Điện, mang đến sự đảm bảo nhanh hơn. Đa tạ Tu La Điện chủ thành toàn. Trong giọng nói của khí linh luyện tâm tháp đầy vẻ cảm kích, dừng một chút lại nói, không biết Tu La Điện chủ muốn tiến vào tầng không gian thứ mấy. Có khác nhau sao? Tiêu Phàm hỏi. Khí linh của luyện tâm tháp không chút do dự nói, đương nhiên là có khác nhau. Không gian tầng thứ nhất, tốc độ dòng chảy thời gian là một với một, thời gian một ngày chỉ cần 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Chờ một chút, không cần thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, cũng muốn một ngày 10 vạn. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác như mình bị hố vậy. Không cần thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, nhưng phải thay đổi hoàn cảnh, chế ra huyễn cảnh, mới có thể luyện tâm. Luyện tâm tháp giải thích, hơn nữa, một lần có thể tiến vào 10 người. Tiêu Phàm sờ lên cằm, trong lòng đại khái tính toán một chút, nếu thật là như vậy, một ngày mới 1 vạn cực phẩm hồn thạch, vậy cũng quả thực không quá mắc, suy nghĩ một chút nói, vậy tầng thứ 2 trở lên thì sao? Tầng thứ 2, tốc độ dòng chảy thời gian so sánh với bên ngoài giới là 1:2. Ngoại giới 1 ngày, bên trong 2 ngày, 1 ngày 40 vạn cực phẩm hồn thạch, 1 ngày ở nơi này là dựa theo 1 ngày ở ngoại giới tính toán. Luyện tâm tháp rất kiên nhẫn giải thích, tầng thứ 3, tốc độ dòng chảy thời gian 1:4, 1 ngày 200 vạn cực phẩm hồn thạch, tầng thứ 4, tốc độ dòng chảy thời gian 1:6, 1 ngày 1.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, cũng không có quấy rầy, trong lòng của hắn lại là cực kỳ không bình tĩnh. Nhất là khi hắn nghe được tầng thứ 6, một ngày cần 100 triệu cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm suýt chút nữa thì chửi thề, hồn thạch trên người hắn bây giờ đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì tầm vài ngày.
Hơn nữa, 100 triệu cực phẩm hồn thạch, cũng chỉ là 10 người. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn tưởng rằng thông qua luyện tâm tháp có thể sản sinh ra số lượng lớn cường giả, nhưng hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn là không thể nào, trừ phi có một nguồn hồn thạch dồi dào. Tầng thứ 7, tốc độ dòng chảy thời gian 1 so với 20, một ngày 500 triệu cực phẩm hồn thạch. Luyện tâm tháp tiếp tục nói, không biết Tu La Điện Chủ muốn tiến vào tầng nào thử một chút. Chờ một chút, những dòng chảy thời gian này tỷ lệ tuy là không giống nhau, nhưng ta cùng lắm chỉ ở tầng dưới vài ngày, nhưng hồn thạch cần dùng lại thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm cắt lời luyện tâm tháp, đưa ra nghi ngờ của mình. Mặc dù tốc độ dòng chảy thời gian mỗi một tầng là khác biệt, hồn thạch là khác biệt, nhưng cũng không phải là cộng lại tỷ lệ. Tại thời điểm tiên quyết đầy đủ về thời gian, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể ở tầng dưới tu luyện. Đúng rồi, quên mất một điểm không nói, cường độ mỗi một tầng huyễn cảnh là tăng lên gấp bội, đối với tu sĩ thì chỗ có lợi cũng càng lớn, tầng thứ nhất đại khái cần chiến thánh trung kỳ mới có thể chịu được. Tầng thứ 7, chiến thần đỉnh phong miễn cưỡng có thể bình yên vô sự đi ra. Luyện tâm tháp lại bổ sung một câu. Trong lòng Tiêu Phàm đã xuất hiện một loại cảm xúc chửi thề. Luyện tâm tháp này chỉ là một kiện hàng hố, mặt hắn âm trầm nói cách khác, người căn bản vô tác dụng đối với tu sĩ cấp thấp. Tiêu Phàm hiện tại thiếu nhất là tu sĩ cấp thấp, cũng hy vọng nhất tu sĩ cấp thấp có thể nhanh chóng mạnh lên, nhưng ngươi nói cho ta biết chỉ có người ở chiến thánh cảnh trở lên mới có tư cách tham gia tu luyện luyện tâm. Nếu như không phải tính tình Tiêu Phàm rất tốt, đoán chừng đã sớm bắt đầu cho nổ tung luyện tâm tháp rồi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người chuẩn bị rời đi, hắn luôn cảm giác khí linh của luyện tâm tháp cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ về sau tác dụng mới lớn hơn. Tu La Điện Chủ, chớ đi vội. Khí linh luyện tâm tháp vội vàng kêu lên, không phải là ta cần những hồn thạch này từ người, mà là chỉ khi hồn thạch có đầy đủ mới có thể khuấy động luyện tâm thiên cảnh. Tiêu Phàm căn bản không có lĩnh hội luyện tâm tháp, điều này khiến khí linh luyện tâm tháp càng thêm lo lắng, nói, nếu như người cần. Có thể để tu sĩ cấp thấp tham gia, cùng lắm thì ta có thể tận lực làm giảm bớt độ khó luyện tâm thiên cảnh. Nghe đến đây, Tiêu Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu, vỗ tay thành tiếng nói, giao kết thành công. Có điều hiện tại ta có việc, khi trở về sẽ lại tìm ngươi trò chuyện cụ thể về vấn đề này. Tiêu Phàm vốn chỉ muốn thăm một chút huyết vô tuyệt, không ngờ rằng gặp được chuyện tốt như vậy, hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên biết luyện tâm tháp có tác dụng kỳ diệu như thế. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đã nghĩ rất nhiều, có lẽ Tu La Điện thật sự có thể dựa vào sự trợ giúp của luyện tâm tháp để bay lên một lần nữa. Tiêu Phàm rời khỏi luyện tâm tháp, dừng ở sở gia vài ngày, điều lạ là, sau khi phá vỡ Chu Tiên Tử lôi trận, bên phía chiến thần điện cũng không có phản ứng gì. Theo lý mà nói, chiến thần điện phải phái cường giả tới đối phó với sở gia mới đúng, nhưng sự thật không như vậy, dường như chiến thần điện hoàn toàn quên mất sự tồn tại của sở gia. Tiêu lão đệ, người phải đi sao? Trong một đại điện, Sở Thiên Minh đứng dậy, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói tiền bối, vãn bối còn có một ít chuyện phải xử lý, sau này sẽ tới đây thăm tiền bối. Sở Thiên Minh không thể ngăn cản, đương nhiên hắn không muốn Tiêu Phàm đi, nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm thân là Tu La Điện Chủ, vào lúc này, làm sao có thể an tâm ở lại cổ thành của sở gia. Đúng rồi tiền bối. Mẫu thân và muội muội của ta sẽ ở lại sở gia, mong tiền bối chăm sóc nhiều hơn. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Sở Thiên Minh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm để Sở Lăng Vi và Tiêu Linh Nhi ở lại cổ thành sở gia, rõ ràng là tin tưởng sở gia, và cũng là tỏ lòng tốt với sở gia. Không thể không nói, Sở Thiên Minh cũng là lão quái vật sống hơn vạn năm, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, nói Tiêu lão đệ yên tâm, trừ phi sở gia bị tiêu diệt. Nếu không an nguy của mẫu thân và muội muội ngươi sẽ không có vấn đề gì. Lần trước Sở Lăng Vi bị thương, trong lòng Sở Thiên Minh áy náy, nếu như Sở Lăng Vi và Tiêu Linh Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tại sở gia, thì Sở Thiên Minh hắn phải tìm một khối đậu hũ đập đầu tự tử chết. Tiêu Phàm chỉ cười, nói cho cùng, hắn một nửa là người của sở gia, trong cơ thể chảy một nửa huyết mạch của sở gia. Trong tất cả cổ tộc, tạm thời mà nói, Tiêu Phàm tin tưởng nhất vẫn là sở gia. Như thế vãn bối an tâm rồi. Mặc dù Sở Thiên Minh luôn gọi hắn là lão đệ, nhưng Tiêu Phàm vẫn coi hắn là tiền bối mà đối đãi. Nếu xét về huyết mạch, Sở Thiên Minh chính là lão tổ tông của Tiêu Phàm.
Tạm biệt Sở Thiên Minh và Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm dẫn theo Kiếm La và Võ Nhược Phong lặng lẽ rời khỏi cổ thành Sở gia. Tiêu Phàm đã suy nghĩ kỹ mới để Sở Lăng Vi và Tiêu Linh Nhi ở lại Sở gia. Bây giờ hắn trở thành trọng điểm chiếu cố của Chiến Thần Điện, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Chiến Thần Điện kích sát. Với thực lực của hắn, đối phó với 2-3 chiến thần cảnh đỉnh phong còn có thể kháng cự một chút, nhưng nếu đối mặt với nhiều chiến thần cảnh, vậy thì không thể là đối thủ. Để tránh xảy ra bất trắc, Tiêu Phàm vẫn là để Sở Lăng Vi và Tiêu Linh Nhi ở lại Sở gia, mặt khác Sở gia cũng không còn nghi kỵ hắn. Tiêu Phàm, nếu không ngươi hãy giết ta đi, đừng tiếp tục tra tấn ta nữa. Được nửa đường, Võ Nhược Phong rốt cục nhịn không được cơn giận trong lòng, cắn răng nói. Tiêu Phàm khống chế tư tưởng của hắn, những ngày qua, Võ Nhược Phong luôn cảm giác tất cả đều bị lộ ra dưới một đôi mắt kia, với hắn mà nói, đó là một loại tra tấn. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng quét qua Võ Nhược Phong. Vậy ngươi giết ta đi, cầu còn không được. Võ Nhược Phong cười lạnh nói, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, như không tin Tiêu Phàm sẽ giết hắn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta chỉ muốn trước khi ngươi chết, cho ngươi thấy rõ một vài thứ. Hừ, ta đã nhìn rất rõ, Tu La Điện là phản đồ của Chiến Hồn Đại Lục, ai cũng đáng chết. Võ Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, thù hận của hắn đối với Tu La Điện không thể hình dung được bằng lời. Vừa dứt lời, đột nhiên một bàn tay đưa ra, tát bay Võ Nhược Phong, mạnh mẽ nện hắn xuống mặt đất, một ngọn núi liền sụp đổ. Chỉ thấy Kiếm La luôn im lặng, đằng đằng sát khí nhìn Võ Nhược Phong, lạnh giọng nói, nếu như không có Tu La Điện, các người đã sớm chết không dưới trăm lượt, thật sự cho rằng Chiến Thần Điện là trời của các người sao? Bọn hắn mới thật sự là phản đồ, thân là tu sĩ thế hệ trước của Tu La Điện, hắn đương nhiên không cho người khác nhục mạ Tu La Điện, không có bao nhiêu người biết rõ lịch sử của Tu La Điện bằng hắn. Thật là buồn cười, Chiến Thần Điện đã tồn tại trên vạn năm. Nếu như Chiến Thần Điện là phản đồ, Chiến Hồn Đại Lục sẽ còn tồn tại sao? Võ Nhược Phong từ đống đổ nát bên trong bước ra, nhe răng trợn mắt nhìn Kiếm La, khóe miệng còn tràn ra một vệt máu tươi. Hừ, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa ra tay dạy dỗ Võ Nhược Phong, nhưng bị Tiêu Phàm giữ lại. Điện chủ, người này thật đáng hận, Kiếm La không phải người nhiều chuyện, nhưng hôm nay, hắn thật sự phẫn nộ. Trong lòng hắn Tu La Điện tồn tại vô cùng thánh khiết, không thể để cho người khác làm bẩn. Không phải hắn đáng hận, mà là Chiến Thần Điện đáng hận. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Người như Võ Nhược Phong, hắn đã thấy được rất nhiều, những người như hắn, Chiến Thần Điện có không ít, muốn thay đổi quan niệm của những người này, trong thời gian ngắn là không có khả năng. Như Võ Nhược Phong, đoán chừng đã sống mấy ngàn năm qua. Sự vĩ đại của Chiến Thần Điện đã sớm tồn tại ở sâu trong linh hồn hắn, trở thành ký ức không thể xóa đi. Cũng giống vậy, khái niệm Tu La Điện là phản đồ của Chiến Hồn Đại Lục, cũng đã ăn sâu vào mọi người, trong thời gian ngắn, là rất khó thay đổi. Chỉ với điểm này, Tiêu Phàm đã rất thán phục Chiến Luân Hồi, cho dù có phải bị hắn khống chế hay không, đều sẽ sùng bái và tin tưởng hắn từ tận đáy lòng. Tiêu Phàm giữ Võ Nhược Phong bên cạnh, cũng chỉ là muốn thử. Hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể nhìn ra bộ mặt ghê tởm của Chiến Thần Điện. Tu La Điện là phản đồ của Chiến Hồn Đại Lục, đây là sự thật không thể thay đổi, các ngươi nói nhiều cũng vô ích. Võ Nhược Phong cười lạnh nói. Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời nữa, bởi vì hắn biết suy nghĩ trong lòng Võ Nhược Phong. Trong lòng Võ Nhược Phong, hắn có làm tất cả, cũng không phải là vì Chiến Thần Điện, mà là vì Chiến Hồn Đại Lục, đấy là thứ hắn luôn tự hào. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không giết hắn, Võ Nhược Phong có lẽ hơi cố chấp, nhưng hắn đúng là vì Chiến Hồn Đại Lục, chỉ là bị người ta lừa gạt mà thôi. Giống như hắn, thì còn nhiều người cũng bị lừa ở Chiến Hồn Đại Lục. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm tràn đầy bất đắc dĩ, dù sao đi nữa, đây cũng là điều đáng buồn của Chiến Hồn Đại Lục, cũng là điều đáng buồn vào thời đại này. Lúc lâu sau, Tiêu Phàm thở sâu, bình tĩnh suy nghĩ. Nhìn về phía Võ Nhược Phong nói, Võ Nhược Phong, bổn điện chủ cá cược với ngươi thì như thế nào? Võ Nhược Phong nhíu mày, giữ yên lặng, không nói cái gì. Không bao lâu, nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm, thì ngươi sẽ biết, trong lòng ngươi,
cái gọi là chiến thần điện mới thật sự là phản đồ của chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Hừ, Võ Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời Tiêu Phàm. Chúng ta hãy lấy thời gian 1 năm làm thời hạn, nếu ta thắng, ngươi phải gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm lại nói. Nếu như ngươi thua thì sao? Võ Nhược Phong hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể thắng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải chiến thần điện trấn thủ thần kiếp địa, chiến hồn đại lục đã sớm bị lưu lạc, như vậy chiến thần điện sao có thể là phản đồ? Nếu ta thua, bổn điện chủ mặc cho ngươi xử trí. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Điện chủ, Kiếm La nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong vòng 1 năm, muốn chứng minh chiến thần điện là phản đồ của chiến hồn đại lục, không phải là dễ dàng. Nếu không, hơn vạn năm nay, chiến thần điện cũng không thể duy trì hình tượng chính nghĩa trong lòng đại đa số tu sĩ của chiến hồn đại lục. Ha ha, còn chưa bắt đầu cược đã sợ rồi sao? Võ Nhược Phong mỉa mai nhìn Kiếm La, Tu La điện chủ ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Sắc mặt Kiếm La vô cùng âm trầm, hắn cũng không phải sợ cái gì khác, mà là lo vấn đề thời gian. Yên tâm, thời gian 1 năm là đủ. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia sáng. Mấy ngày sau, 3 người Tiêu Phàm xuyên qua thần vực, bước vào phạm vi bên trong huyền vực, để tránh bị người khác phát hiện, Tiêu Phàm cố tình thay đổi một chút dung mạo. Nguyên nhân do từ việc cá cược giữa hắn cùng Võ Nhược Phong, Võ Nhược Phong đã đồng ý ở bên cạnh Tiêu Phàm trong 1 năm. 1 năm sau, nếu như Tiêu Phàm thua, sẽ trả tự do cho hắn, đồng thời mặc cho Võ Nhược Phong xử lý. Suốt đường đi, Võ Nhược Phong luôn duy trì im lặng, hắn nghĩ Tiêu Phàm sẽ thua. Điện chủ, nơi này chính là thành chiến hồn thánh. Mấy người Tiêu Phàm xuất hiện trên đường phố của thành chiến hồn thánh, Kiếm La hiếu kỳ nhìn quanh 4 phía, tựa như phát hiện một thế giới mới. Ngàn năm nay, hắn chỉ ở trong không gian chật hẹp, nơi đó làm gì được sảng khoái như bên ngoài. Đương nhiên, trong mắt hắn hơn hết vẫn là hồi ức, ngàn năm ung dung, bây giờ thành chiến hồn thánh cũng đã trở nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một quán trọ phía trước, dẫn đầu đi vào, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Công tử, người muốn ăn gì? Kiếm La hỏi, trước mặt người khác. Kiếm La sẽ không kêu Tiêu Phàm là điện chủ. Kêu một chút gì là được. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút cẩn trọng, như đang lo lắng cái gì. Không bao lâu, thịt rượu đã lên, Kiếm La ăn quên hết cả trời đất, nhưng Tiêu Phàm và Võ Nhược Phong 2 người vẫn chưa động đũa, mỗi người mang một thần sắc khác nhau. Đạt đến cảnh giới như bọn hắn, đã có thể hoàn toàn không cần ăn, khiến cho Kiếm La có chút ngượng ngùng, cũng buông bát đũa xuống, không thể ngồi ăn một mình như vậy. Lúc này, một người áo đen đột nhiên đi tới phía chỗ bọn Tiêu Phàm, đó là một thiếu niên anh tuấn chừng 15, 16 tuổi. Kiếm La định mở miệng, thiếu niên áo đen chợt dừng lại, chắp tay nói với Tiêu Phàm, vị này chính là Kiếm công tử. Kiếm La ngạc nhiên, Tiêu Phàm đã thay đổi dung mạo, và đổi tên thành Kiếm Hồng Trần, tại thành chiến hồn thánh sao có người biết tên này của Tiêu Phàm. Dẫn đường, Tiêu Phàm đứng dậy nói, khoát tay một cái, như đã chờ hắn từ sớm. Thiếu niên áo đen thở sâu, sâu trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc và hoang mang, nhưng vẫn gật đầu, dẫn mọi người ra ngoài quán rượu. Tiêu Phàm ung dung theo sau, tâm tình vô cùng nặng nề, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, cho dù có đánh một trận với chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng chưa từng khẩn trương qua như vậy. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong nghi hoặc không hiểu nhìn Tiêu Phàm, nghe được tiếng thở gấp gáp của Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhưng 2 người đều không chút do dự mà đi theo sau. Họ đi qua mấy con đường cái, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ xa hoa, 4 hộ vệ như là bức tượng đứng giữ trước phủ. Tiêu phủ, Kiếm La híp híp hai mắt, nhìn 2 chữ to, như rồng bay phượng múa bên trên bảng hiệu phủ đệ, nhỏ tiếng đọc lên, sau đó lại không dám nhìn lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng nhíu mày, nhưng không nói gì, thấy thiếu niên áo đen chuẩn bị tiến lên gõ cửa. Tiêu Phàm đột nhiên ngăn lại hắn, nói, để ta. Vâng, Kiếm công tử. Thiếu niên áo đen gật đầu, cung kính lui sang một bên, Kiếm La và Võ Nhược Phong không biết, nên đứng sau lưng Tiêu Phàm, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết Tiêu Phàm tới nơi này làm gì. Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi đi lên trước, 4 tên hộ vệ vừa chuẩn bị động thủ, đã bị ánh mắt của thiếu niên áo đen quát lui,
thiếu niên áo đen cũng nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết thân phận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi duỗi hai tay ra, chuẩn bị mở cửa, nhưng, tay của hắn bỗng dừng lại ở không trung, trong nháy mắt lông mày trao lại. Huyết yêu nhiễu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không trân trọng, thì kết quả sẽ như ca ca của ngươi. Một tiếng gầm thét phát ra từ trong cung điện, mang vài phần ngữ khí như cười cợt trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, giọng nói này, hắn cảm thấy mình đã từng nghe qua, chỉ là thời gian quá dài, hoàn toàn không nhớ nổi. Vô Tâm, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lại một tiếng hét phẫn nộ vang lên, giọng nói này Tiêu Phàm quá quen thuộc, ngoài huyết yêu nhiễu thì còn có thể là ai? Nếu ta không đi thì sao? Ngươi cho rằng ca ca ngươi huyết vô tuyệt còn có thể bảo vệ ngươi sao? Người tên Vô Tâm khinh thường nói, không sợ nói cho ngươi biết, huyết vô tuyệt đã chết rồi. Ngươi nói bậy, huyết yêu nhiễu đã rất tức giận, sát khí từ trên người nàng lan tràn ra. Cả đời này, huyết yêu nhiễu chỉ bị hai thứ uy hiếp được, một là Tiêu Phàm, cái khác là huyết vô tuyệt, đấy là hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô. Nói bậy, xem ra mấy đại diêm la khác không nói ngươi nghe tin này, nhưng rất nhanh ngươi sẽ tin đây là sự thật. Ngữ khí của Vô Tâm ngày càng lạnh lùng. Dừng một chút, lại cười nói, không sợ nói cho ngươi biết, từ khi huyết vô tuyệt dẫn theo mấy người phó điện chủ đi, diêm la điện thứ ba sớm đã do ta nắm quyền. Vô Tâm, ngươi đúng là hỗn xược. Huyết yêu nhiễu vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói, uổng phí ca ca ta không tính toán hiểm khích lúc trước, dù trước kia ngươi là người của diêm la phủ, ca ca ta vẫn chọn tin ngươi, thật không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Nghe đến đây, sát khí trên người Tiêu Phàm ngày càng lạnh, nhưng hắn áp chế lại. Bên cạnh, bốn tên hộ vệ của Tiêu Phủ hoảng sợ nhìn lấy Tiêu Phàm. Kiếm công tử, tại hạ còn có việc, cáo từ trước. Trong mắt thiếu niên áo đen trở nên lạnh lẽo, hành lễ với Tiêu Phàm, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Không sao, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên áo đen, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, giờ phút này, sát ý của thiếu niên áo đen rõ ràng là nhắm vào người tên Vô Tâm. Đáng ra lúc nghe được Vô Tâm nói hắn đã nắm quyền ở Diêm La Điện thứ ba, Tiêu Phàm thật sự đã tin. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy. Chí ít, Vô Tâm không thể khống chế thiếu niên áo đen này. Công tử, nơi này là phân bộ của Tu La Điện ở huyền vực. Lúc này, Kiếm La đột nhiên hiểu ra, trong lòng không mấy bình tĩnh. Lúc này, hắn mới phát hiện, Tiêu Phàm còn có rất nhiều bí mật hắn không biết, chí ít, hắn vẫn không biết Tiêu Phàm có liên hệ với Diêm La Điện thứ ba từ lúc nào. Tiêu Phàm không nói tiếng nào, tiếp tục đứng tại cổng nghe, hắn muốn xem. Bây giờ Diêm La Điện thứ ba đã trở nên như thế nào? Và lại hắn nghĩ nhiều hơn, không có huyết vô tuyệt, Diêm La Điện thứ ba đã biến thành thế này, vậy còn bát đại Diêm La Điện? Phải biết, chín đại Diêm La đều đã rời đi hơn một năm. Vô sỉ sao, từ khi bắt đầu, ta không nghĩ sẽ thần phục Tu La Điện, Tiêu Phàm giết muội muội ta, chặt một ngón tay của ta, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thần phục Tiêu Phàm sao? Tiếng nói của Vô Tâm càng lúc càng lớn, dường như đã không còn cố kỵ gì. Bốn tên hộ vệ trước cửa nghe vậy, rất muốn lên tiếng quát, nhưng thật ra không nói ra tiếng, cảm giác như cổ họng bị ai đó đang bóp chặt. Vô Tâm, có vẻ như ta biết người là ai rồi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói, trong đầu hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Lập tức hắn đẩy cửa đi vào, linh hồn lực lan tràn ra. Tất cả những thứ trong phủ đều đã khắc sâu vào đầu hắn. Trong đại sảnh, mấy chục người đứng đấy, bên của huyết yêu nhiễu, tính luôn huyết yêu nhiễu thì chỉ có bốn người đáng thương mà phải đối mặt với người đàn ông mặc áo trắng, đằng sau có gần hai ba chục người đang đứng, chênh lệch quá lớn. Tiêu Phàm lúc trước quá nhân từ, hắn nên sớm giết ngươi. Huyết yêu nhiễu lạnh lùng, dù là đối mặt với số lượng kẻ địch gấp mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ha ha, huyết vô tuyệt chết rồi, kế tiếp sẽ là đến hắn. Ta nghe nói, chiến thần điện sớm đã bắt đầu truy sát hắn rồi. Vô Tâm càn rỡ cười lớn. Thật sao, vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói điềm đạm từ cửa truyền đến. Nghe được giọng nói kia, tất cả mọi người trong đại sảnh không hẹn cùng nhìn về phía cổng, nhìn thấy có mấy người chậm rãi đi tới, cầm đầu không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Một đám phế vật. Ta không phải đã nói không cho ai vào sao?
Nam tử áo trắng vô tâm nhìn bốn tên hộ vệ đằng sau Tiêu Phàm, tức giận quát. Sắc mặt bốn tên hộ vệ vô cùng khó coi, bọn hắn rất muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng thân thể của bọn hắn không nghe theo sự điều khiển nữa. Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy Tiêu Phàm, ánh mắt lóe lên một cái, lúc nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt kia, quá quen thuộc, chẳng qua là khi nàng thấy khuôn mặt của Tiêu Phàm, vẻ kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, ngược lại hiện lên một tia lo lắng. Thật ra Tiêu Phàm không để ý đến vô tâm, con ngươi lạnh nhạt đảo qua bốn phía, rồi lại nhìn Huyết Yêu Nhiêu, mấy năm không gặp, Huyết Yêu Nhiêu vẫn xinh đẹp, mê hoặc như xưa. Chỉ là so với năm đó, đã ra vẻ trưởng thành hơn, hành động rất có phong thái của người bề trên. Không thấy ta đang có việc sao, còn không lôi bọn hắn ra ngoài. Vô Tâm nhìn thấy Tiêu Phàm và bốn tên hộ vệ không để ý đến mình, vô cùng tức giận. Cảm thấy sắc mặt bọn Tiêu Phàm yếu ớt, Vô Tâm dường như đã đoán được đại khái thực lực của bọn Tiêu Phàm, quá lắm cũng chỉ là tu vi của chiến đế cảnh. Mấy tu sĩ chiến đế cảnh, hắn không bao giờ để mắt tới. Những người ở đây, một người nào đó cũng đã có thể giải quyết bọn họ. Nghe vậy, lông mày Kiếm La nhíu lại, tiến lên một bước chuẩn bị ra tay, nhưng bị Tiêu Phàm ngăn lại. Bọn hắn không có tư cách đuổi ai. Ngữ khí Tiêu Phàm lạnh nhạt, hắn liếc mắt đã nhìn ra tu vi của Vô Tâm, chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Một tu sĩ chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm không hề nghĩ đến phải động sát ý, nói một câu khó nghe, thực lực như dạng người Vô Tâm. Căn bản không xứng để hắn ra tay. Nếu như không phải hắn nghĩ cách một lúc giải quyết hết vấn đề của Điện Diêm La thứ ba, đoán chừng Vô Tâm đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, năm đó hắn có thiện ý buông tha cho tên Vô Tâm trước mặt, lại có thể khiến người của Điện Diêm La thứ ba chịu thiệt thòi lớn. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định, về sau nếu gặp kẻ địch như vậy, tuyệt đối phải diệt trừ tận gốc. Hắn cũng không muốn mình buông tha kẻ địch rồi khiến cho người bên cạnh mình gặp nguy hiểm. Giống như tên Vô Tâm trước mắt, năm đó ở vòng thứ hai sát phương thí luyện, Vô Tâm nhiều lần muốn giết hắn, nhưng Tiêu Phàm chỉ chém đứt một ngón tay hắn xem như giáo huấn, kém chút đã tạo thành thảm họa ngày hôm nay. May là hắn vừa lúc đến kịp, may mắn có dịp gặp phải. Các ngươi đi mau, chuyện ở đây không liên quan đến các ngươi. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Huyết Yêu Nhiêu vội vàng kêu lên, mặc dù cô không quen biết bọn Tiêu Phàm, nhưng cũng biết bọn họ là tới cứu nàng. Đã không cút, vậy đừng hòng đi nữa. Vô Tâm cười lạnh, sát khí phóng ra không che giấu, tay vung lên, sau lưng bốn đạo thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt vây quanh bọn Tiêu Phàm. Thần sắc mấy người Tiêu Phàm không thay đổi, căn bản chưa từng nhìn đến bọn người chung quanh, muốn giết những người này, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Ngươi là Vô Tâm đúng không? Tiêu Phàm rốt cục đã mở miệng. Huyết Vô Tuyệt tin tưởng ngươi, cho ngươi cơ hội gia nhập Tu La Điện, ngươi lại lấy oán trả ơn sao? Năm đó Tiêu Phàm tha cho ngươi một mạng, ngươi không mang ơn, ngược lại còn vong ân phụ nghĩa. Ngươi là ai, có tư cách gì mà thuyết giáo ta? Tiêu Phàm giết muội muội ta, cắt đứt một ngón tay ta, ta diệt cả nhà của hắn vẫn không đủ. Vô Tâm nổi giận nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, tên Vô Tâm này đã không còn cứu nổi. Nhưng hắn cũng không ra tay, vẫn duy trì trầm mặc, như đang đợi cái gì đó. Còn đứng đấy làm gì, giết hắn. Vô Tâm lạnh lùng trừng mắt nhìn người của mình, quát lớn. Hắn cảm thấy, giết chết mấy tu sĩ chiến đế cảnh, đơn giản như là bóp chết một bầy kiến. Mấy người quanh Tiêu Phàm nghe vậy, tất cả đều nhao nhao đánh tới Tiêu Phàm, sát tâm nổi lên. Hồn lực đáng sợ nháy mắt đã bao quanh toàn bộ lạc viện. Ta xem ai dám ra tay. Đột nhiên, một tiếng nổ từ ngoài cửa truyền đến, một khắc sau, mấy thân ảnh lấp lóe mà tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong sân. Trên mặt Tiêu Phàm hiện ra một nụ cười, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 thân ảnh đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào người thiếu niên áo đen, chính là người mới vừa rồi dẫn đường cho bọn hắn. Thời khắc Tiêu Phàm nhìn qua, thiếu niên áo đen vừa lúc nhìn lại, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tạ lỗi. Vô Tâm, người thật sự đã ăn gan hùm mật gấu, Diêm La đại nhân vừa mới rời đi không đến một năm, người đã tạo phản. Một lão giả mặc áo đen cầm đầu lạnh lùng chờ đợi Vô Tâm trả lời. Tiêu Phàm cũng nhận ra lão giả áo đen, hắn còn nhớ rõ ông ta tên là Huyết Minh, chính là bát trưởng lão Huyết Lâu trước đó,
đã từng dẫn theo bọn Tiêu Phàm tham gia vòng thứ ba sát phương thí luyện. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Huyết Minh bây giờ cũng đã đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi cảm khái, thời gian mấy năm, nhiều thứ sớm đã thay đổi. Trưởng lão Huyết Minh, người đi theo Huyết Vô Tuyệt có gì tốt chứ, chỉ bằng đi theo ta, sau này ta làm chủ phủ Diêm La Phủ, người làm phó phủ chủ, không tốt sao? Vô Tâm không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đã sớm biết bọn Huyết Minh sẽ tới, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Hừ, phủ Diêm La đã diệt, bây giờ chỉ còn Tu La Điện, người muốn thiết lập lại phủ Diêm La, đừng vọng tưởng. Huyết Minh lạnh giọng nói, bọn hắn đều là người của Huyết Lâu, nên tin phục Huyết Vô Tuyệt. Vậy thì không có gì để nói. Vô Tâm nhún nhún vai, khuôn mặt lạnh lùng, tay vung lên, bốn phía đột nhiên lại có thêm vài chục thân ảnh thoáng hiện, cộng thêm 20-30 người trước, thì đã hơn 100 người, đám người vây kín cả lạc viện. Bọn người Huyết Minh nhìn qua tu sĩ xung quanh một cái, sắc mặt cực khó xử, bọn hắn chỉ có mười mấy người, mà phe của Vô Tâm lại nhiều đến hơn 100 người, hiển nhiên đã sớm chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn tuy đều là chiến thánh cảnh, nhưng phe của Vô Tâm cũng có không ít tu sĩ cũng là chiến thánh cảnh, còn lại là tu vi chiến đế cảnh, nếu như thật sự đánh nhau, phe bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ. Huyết yêu nhiễu, chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, ta sẽ bỏ qua cho bọn hắn, như thế nào? Vô Tâm nhếch miệng cười nói. Không bao giờ, không đợi Huyết Vô Tuyệt mở miệng, Huyết Minh đã không cần suy nghĩ, nổi giận trực tiếp trả lời. Hừ, Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vô Tâm, lão già, ta đã sớm muốn xử lý ngươi, ta nhân từ, cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn chết như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, một luồng bạo khí bay thẳng tới Huyết Minh. Khí thế trên người Vô Tâm như nháy mắt đã vượt qua giới hạn của chiến thánh cảnh hậu kỳ. Ồ, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt run lên, trong chốc lát tựa như bắt được cái gì. Giây phút ấy, trên người Vô Tâm tách ra một khí tức hồn lực, khí tức này, hoàn toàn không thuộc về Vô Tâm, mà Tiêu Phàm cảm giác đã gặp ở đâu. Ý nghĩ chuyển động một cái, một khí tức nhẹ nhàng phát ra từ người Tiêu Phàm, trong nháy mắt đã chặn luồng khí của Vô Tâm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Tâm nói, thật ra ngươi là ai? Lời nói của Tiêu Phàm làm Vô Tâm giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, những người khác cũng giống như thế, bọn hắn đều không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ mạnh như thế. Tiểu tử, ngươi cũng muốn chết sao? Vô Tâm lại giận dữ nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, Tu La Điện không phải là nơi ngươi được đụng tới. Tiêu Phàm không trả lời câu hỏi mà nói, từng bước đi đến chỗ Vô Tâm. Thản nhiên nói, người muốn chết như thế nào? Người muốn chết như thế nào? Lời nói vừa vang lên, vẻ mặt đám người đều lộ vẻ kinh ngạc, lời này mới vừa từ trong miệng Vô Tâm nói ra, không ngờ ngay lập tức đã bị Tiêu Phàm trả về. Ánh mắt tu sĩ toàn trường trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, bọn hắn không ngờ Tiêu Phàm cũng dám nói chuyện cùng Vô Tâm như thế, phe Huyết Minh càng lo lắng không thôi. Phải biết rằng chỉ cần Vô Tâm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ xông lên bao vây bọn hắn lại, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Vô Tâm nghe được lời Tiêu Phàm nói, đầu tiên là giật mình, khí chất lạnh nhạt siêu phàm trên thân Tiêu Phàm khiến lòng của hắn run lên, nếu như lời này do một người tức giận nói ra, Vô Tâm tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng khi Tiêu Phàm nói ra lời này, hắn quá bình tĩnh đến đáng sợ, câu nói người muốn chết như thế nào nghe đơn giản như đang hỏi hắn ăn cơm chưa. Sự bình tĩnh của hắn, tuyệt đối không phải giả vờ, mà phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta, trong lòng Vô Tâm âm thầm nói, rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh. Sau đó Vô Tâm nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt hắn lóe lên ý lạnh, cười nói, ta muốn chết như thế nào? Có bản lĩnh ngươi giết ta rồi nói, giết bọn hắn, tiếng nói vừa rơi xuống, Vô Tâm đã vung tay lên. Thủ hạ của hắn lập tức nhào về phía đám người Tiêu Phàm, không chút do dự nào. Tiêu Phàm vẫn đứng im tại chỗ, tay chắp sau lưng, lưng thẳng như cây tùng, thần sắc thản nhiên, tựa như tất cả sự việc đều không có quan hệ gì với hắn. Giả bộ đi, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Con ngươi Vô Tâm vô cùng lạnh lẽo, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sắc mặt đám người Huyết Minh trầm xuống, đã chuẩn bị liều mạng, nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ tản ra.
Trong nháy mắt, hơn 100 tu sĩ đều ngừng lại thân hình, tựa như bị chúng định thân thuật, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, giờ khắc này, dường như thời không cũng đứng im. Có chuyện gì xảy ra? Những người khác lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bốn phía, không biết đang xảy ra chuyện gì. Các ngươi đang làm gì vậy? Giết hắn đi! Vô Tâm lạnh lẽo phẫn nộ quát, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đừng kêu nữa, bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi nữa. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt, chậm rãi bước đến đại sảnh, không có người nào ngăn cản hắn. Đám người Huyết Minh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn biết, những người này không thể động đậy đều là do Tiêu Phàm giở trò quỷ. Hắn là người phương nào? Tại sao lại mạnh như vậy? Có người nhỏ giọng thầm nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy kính sợ. Hắn gọi là Kiếm Công Tử, là Tứ Diêm La Đại Nhân để cho ta mang hắn tới. Thiếu niên mặc áo đen dẫn đường cho đám người Tiêu Phàm hít sâu một cái rồi nói, hắn hiển nhiên cũng không ngờ Tiêu Phàm lại cường đại đến thế. Huyết Minh nhíu mày, hắn nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, hắn luôn có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra người này là ai. Ngươi là ai? Vô Tâm cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, lấy sức mạnh của một người trong nháy mắt chế trụ hơn 100 tu sĩ chiến đế cảnh trở lên, người này cũng quá kinh khủng rồi. Phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, từng bước đi vào trong đại sảnh, hờ hững nhìn Vô Tâm, lạnh lùng nói, Giang Thiên Vũ là bị ngươi khống chế. Tiêu Phàm nhớ ra lần trước hắn muốn thi triển chủng ma thuật với Giang Thiên Vũ, nhưng Giang Thiên Vũ lại đột nhiên tự sát. Mấy năm nay, trong đầu Tiêu Phàm luôn nghi hoặc, Giang Thiên Vũ bị người khác âm thầm khống chế, dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả mọi sự việc. Tiêu Phàm mặc dù không thể giải thích cách làm người của Vô Tâm, nhưng hắn biết với thiên phú và thực lực của Vô Tâm, trong mấy năm qua tối đa cũng chỉ đột phá chiến thánh cảnh mà thôi, thế mà bây giờ hắn lại là chiến thánh cảnh hậu kỳ. Đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng đành thôi, hắn lại còn có thể làm cho nhiều người cứ khăng khăng một mực đi theo hắn, việc này có chút quỷ dị. Không cần nghĩ cũng biết, phía sau Vô Tâm, có một lực lượng thần bí đang ủng hộ hắn. Cái gì Giang Thiên Vũ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vô Tâm không chút do dự lắc đầu, sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng cùng sát ý. Không biết sao, Tiêu Phàm khẽ híp hai mắt, nhìn chằm chằm vào Vô Tâm, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Huyết Yêu nhiều tò mò nhìn Tiêu Phàm, trong trí nhớ của nàng, nàng không quen nhân vật nào cường đại như thế. Ngươi đừng tới đây, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, theo bản năng Vô Tâm liền lui về sau mấy bước, nhìn Tiêu Phàm vẫn bất động, lại lách mình nhào về phía Huyết Yêu Nhiêu, muốn bắt Huyết Yêu Nhiêu làm con tin. Tiêu Phàm khẽ vung tay lên, thân hình Vô Tâm đột nhiên bay ngược ra, trong miệng nôn mấy ngụm máu tươi có lẫn mấy chiếc răng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng đánh bay hắn dễ dàng như thế. Trừ phi là chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Chiến thần cảnh, Vô Tâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hắn thực sự nghĩ không ra, tại sao lại có chiến thần cảnh xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là chiến thần cảnh trẻ tuổi như vậy. Những người khác cũng thi nhau hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm biến đổi liên tục. Kiếm công tử uy vũ, thiếu niên mặc áo đen kia không khỏi kích động kêu to lên. Tựa như người dùng một bàn tay đập bay Vô Tâm đi chính là hắn vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng, vội vàng ngậm miệng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy vẻ sùng bái. Vô Tâm bay ra ngoài, rồi rơi ở trong sân, mặt đất nơi hắn nện xuống xuất hiện một khe nứt to lớn, trong sân tràn ngập bụi bặm. Lát sau, Vô Tâm bỗng đứng dậy, không nói gì hướng ra bên ngoài bỏ chạy. Trở về. Thần sắc Tiêu Phàm hứng hờ phun ra hai chữ, Vô Tâm vừa mới đạp không bay lên, đột nhiên lại bay ngược về, một lần nữa rơi vào cửa đại sảnh. Những người khác đã sớm choáng váng, bọn hắn không ngờ Tiêu Phàm lại mạnh mẽ như thế, đến chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đôi mắt đẹp của Huyết Yêu Nhiêu chăm chú nhìn vào Tiêu Phàm, tựa như nhớ ra được điều gì đó. Vô Tâm hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm, thân thể run rẩy kịch liệt. Tựa như đang đợi thần chết gõ cửa, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Vô Tâm lập tức cười gằn nói, nếu như ngươi giết ta, Tiêu Niệm Niệm cũng nhất định phải chết. Thân hình Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu lập tức nhớ tới một em bé thiên chân khả ái,
trong mắt cuối cùng cũng phóng ra sát ý lạnh lẽo. Nhiệt độ trong đại sảnh đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, không trung nổi lên sương tuyết kia tựa như đao kiếm, sắc bén dị thường. Tất cả sương tuyết vây quanh Vô Tâm, cứa vào da thịt hắn, máu tươi thấm ra, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập không gian mấy trượng. Võ Nhược Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm phát ra sát ý đáng sợ như vậy, cho dù là lần trước ra tay với bọn họ cũng chưa từng có. Ngược lại, Kiếm La đã từng được chứng kiến thời điểm Tiêu Phàm đáng sợ, máu huyết vô tình, nhưng so với hiện tại, Tiêu Phàm càng thêm lạnh lẽo, hắn hiểu Tiêu Niệm Niệm trong miệng Vô Tâm, khẳng định là người rất quan trọng đối với Tiêu Phàm. Vô Tâm, hóa ra là người bắt Niệm Niệm đi. Tiêu Phàm còn chưa kịp mở miệng, Huyết Yêu Nhiêu đã vội vàng tiến lên, thần sắc vô cùng lo lắng, nói chỉ cần ngươi thả Niệm Niệm, ta có thể giúp ngươi cầu tình với vị thiếu hiệp kia, tha cho ngươi khỏi chết. Cũng khó trách Huyết Yêu Nhiêu vội vã như thế, Tiêu Phàm giao Tiêu Niệm Niệm cho nàng, nếu như ở trong tay nàng xuất hiện việc ngoài ý muốn, cả đời này của nàng đều sẽ áy náy bất an. Thả nàng ta, nhưng ai sẽ thả ta? Ngươi cho rằng ta có thể tin ngươi? Trên mặt Vô Tâm lộ ra vẻ tà ác, tựa như bắt được điểm yếu của Huyết Yêu Nhiêu. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta đã sớm chuẩn bị, chỉ cần ta chết, người của ta khẳng định sẽ giết chết Tiêu Niệm Niệm. Ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, băng lãnh phun ra một câu. Tiếng nói của Tiêu Phàm vừa dứt, bỗng vèo một tiếng, một đạo kiếm mang từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, trực tiếp lướt qua cổ Vô Tâm, đầu của hắn cứ thế bay lên không trung. Vô Tâm nhìn đầu và thân của mình bị chém rời, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Ta vậy mà chết rồi. Vô Tâm không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng luồng khí lạnh thấu xương từ trên cổ truyền đến kia, nói cho hắn biết tất cả đều là thật. Thi thể không đầu kia chính là thân thể của hắn, không phải của ai khác. Đám người cũng bị động tác dứt khoát của Tiêu Phàm dọa cho nhảy dựng lên, hơn nữa, Tiêu Phàm không chính thức động thủ, hắn chỉ là phóng ra một đạo kiếm khí mà thôi, cứ thế mà giết một chiến thánh cảnh hậu kỳ trong nháy mắt. Thực lực đáng sợ như vậy, đây chính là tồn tại mà bọn hắn luôn ngưỡng mộ, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể làm được như thế, rất nhiều người bắt đầu suy đoán thực lực của Tiêu Phàm. Ngươi cứ thế giết hắn. Huyết Yêu Nhiêu là người đầu tiên nóng nảy, trên mặt nàng lộ vẻ sợ hãi xen lẫn tức giận, nàng nắm lấy Tiêu Phàm cổ áo, phẫn nộ quát, hắn chết rồi, Niệm Niệm phải làm sao bây giờ? Đám người Huyết Minh thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, với thực lực của Tiêu Phàm, nếu như hắn nổi giận, người nơi có lẽ sẽ bỏ mạng nơi đây. Thần sắc Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường, không hề nổi giận, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy tay ngọc của Huyết Yêu Nhiêu ra, chậm rãi bước về phía cái đầu của Vô Tâm, giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy đầu lâu kia trong tay. Ngươi là ai? Một tiếng nói yếu ớt từ trong đầu Vô Tâm truyền ra. Mệnh cách của tu sĩ chiến thánh cảnh vô cùng yếu ớt, khi đầu đã bị chém đứt, muốn tiếp tục sống cơ bản đã không có khả năng, Vô Tâm hiện tại chỉ muốn biết, là ai đã giết mình. Tiêu Phàm không thèm để ý tới Vô Tâm, hai luồng ánh sáng trong nháy mắt chui vào bên trong mi tâm của hắn, đám người ở chỗ này, chỉ có Kiếm La và Võ Nhược Phong mới có thể nhìn thấy động tác của hắn. Dù sao, những người khác chỉ có tu vi chiến thánh cảnh, muốn nhìn rõ được động tác của Tiêu Phàm, đó là không có khả năng. Tiêu Phàm thả một tia linh hồn lực dò xét bên trong không gian ý thức của Vô Tâm, đột nhiên lại bị một ý niệm linh hồn vô cùng cường đại phản kích lại, muốn tiêu diệt tia linh hồn của Tiêu Phàm. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm lập tức phát ra một luồng sóng ý niệm tràn ngập sát khí tập trung vào ý niệm linh hồn kia. Nhưng ý niệm linh hồn kia không để ý tới Tiêu Phàm, ngược lại nó bay thẳng tới vị trí trung tâm ý chí của Vô Tâm. Tiêu Phàm sao có thể để tia linh hồn kia đạt được mục đích, lần trước Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh, tự nhiên không phải là đối thủ của nó, để nó giết chết Giang Thiên Vũ. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã là thất biến chiến thần cảnh, không dám nói là vô địch trong chiến thần cảnh, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hai tia linh hồn lực đụng vào nhau, linh hồn của Tiêu Phàm rất nhanh chiếm thế thượng phong, ý chí của Vô Tâm chút nữa thì sụp đổ. Một lát sau, linh hồn lực của Tiêu Phàm tiêu diệt được ý chí linh hồn kia, trong hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói tang thương mà mờ mịt, Tu La Điện Chủ. Ngươi thật to gan, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt nhau đấy. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng,
hiện tại khoảng cách sức mạnh linh hồn của hắn đạt đến chiến thần cảnh đỉnh phong chỉ còn một bước nhỏ, chỉ tiêu diệt một sợi tàn niệm của đối phương mà phải dùng thời gian dài như vậy, có thể thấy được đối phương rất cường đại. Tập trung tinh thần lại, ý niệm của Tiêu Phàm lập tức xâm nhập vào ý niệm linh hồn của Vô Tâm, bởi vì bị sóng linh hồn quấy nhiễu, ý niệm linh hồn của Vô Tâm đã đến bờ sụp đổ. Tiêu Phàm vội vàng thi triển chủng ma thuật, nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức của Vô Tâm, hy vọng tìm được chút thông tin hữu dụng. Đáng tiếc khiến Tiêu Phàm thất vọng là, hắn không tìm được chút tin tức nào liên quan tới tia linh hồn cường đại kia, rõ ràng là đối phương đã cố ý xóa đi. Chờ chút, trong trí nhớ của Vô Tâm có nói hắn gặp được một lần cơ duyên ở thần vực, về sau mới có thể đột phá đến chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, đột nhiên hắn như bắt được điều gì, nếu như vậy, Vô Tâm vô cùng có thể bị người ở thần vực khống chế. Nghĩ đến thần vực, trong lòng Tiêu Phàm càng thêm lạnh lẽo, hiện tại nơi đó chính là bản doanh của chiến thần điện, nhưng linh hồn ba động kia rõ ràng không phải của chiến luân hồi. Tiêu Phàm mặc dù không hiểu rõ chiến luân hồi, nhưng hắn biết chiến luân hồi không thể để một tồn tại mạnh mẽ như vậy ngay dưới mắt mình, đạo lý này chính là một núi không thể chứa hai hổ. Mà người này lại mạnh mẽ vượt quá nhận biết của Tiêu Phàm, rất có khả năng là siêu việt chiến thần cảnh, giải thích duy nhất chính là, người này có quan hệ cùng chiến luân hồi. Lại liên hệ với việc chiến luân hồi cho người hủy đi truyền tống trận ở vọng cổ thiên đô, thì có khả năng hắn sẽ không thần phục huyết ma bộ lạc, mà là đối địch cùng huyết ma bộ lạc. Hơn nữa, hiện tại huyết ma bộ lạc có thể có hai cường giả thiên thần cảnh, chiến thần điện dám trắng trợn đối đầu cùng huyết ma bộ lạc như thế, từ đây có thể nhìn ra năng lực của chiến thần điện không kém gì huyết ma bộ lạc. Người này nếu thật sự có quan hệ với chiến luân hồi, rất có khả năng cũng là cường giả thiên thần cảnh. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Bởi vì chỉ có như vậy, chiến thần điện mới có thể đối địch cùng huyết ma bộ lạc. Nếu là như vậy, thì hai thế lực này mạnh mẽ hơn nhiều so với Tu La Điện, nếu như bọn chúng liên thủ để đối phó với Tu La Điện sao có thể là đối thủ của chúng. Tiêu Phàm phát hiện, chuyện có vẻ như phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng, dù là đạt tới cảnh giới bây giờ, cũng có một chút bí ẩn không cách nào giải thích được. Đối với nhân vật thần bí trong không gian ý thức của Vô Tâm, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể đoán được một chút chuyện có quan hệ cùng hắn, chứ không thể xác định rõ thân phận của hắn. Có lẽ, những bí ẩn này chẳng mấy chốc sẽ được mở ra, chỉ là hiện tại, ta còn không có tư cách để biết đáp án này. Tiêu Phàm thở sâu, thu lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói, xem ra nhất định phải sớm đi tới địa phương kia một chuyến mới được. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Tiếng nói vang lên kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm lại, chỉ thấy Kiếm La mặt không đổi sắc nhìn những người kia của Vô Tâm. Đều chờ ở đây. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, rồi biến mất tại chỗ. Niệm Niệm, Huyết Minh trưởng lão, nhanh đi cứu Niệm Niệm. Huyết Yêu Nhiêu lấy lại tinh thần, thần sắc lo lắng nhìn đám thủ hạ của Vô Tâm nói, các ngươi chắc chắn biết Niệm Niệm ở chỗ nào, mau nói cho ta biết. Hiện tại Vô Tâm đã chết, chỉ còn thuộc hạ của Vô Tâm mới có khả năng biết chỗ giam Tiêu Niệm Niệm, nếu như chậm chạp không tới, Tiêu Niệm Niệm sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã xuất hiện trong một tòa tiểu viện rách nát ở thành Chiến Hồn Thánh, hắn thả linh hồn lực ra, tất cả cảnh vật bên trong tiểu viện đều hiện rõ trong đầu hắn. Thả ta ra ngoài, nếu Huyết tỷ tỷ biết các ngươi bắt ta, tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong phòng, một tiểu nữ hài 8-9 tuổi không ngừng đập cửa phòng. Thần sắc tiểu cô nương này vô cùng tỉnh táo, biểu hiện không hề giống với một cô bé chỉ mới 8-9 tuổi, đổi lại là người khác. Có lẽ đã gào khóc đến khản cả cổ rồi. Tiểu nha đầu, ngươi còn làm loạn nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Một tiếng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào trong phòng, ở cửa ra vào có hai tu sĩ chiến đế cảnh đứng canh, trên thân bọn họ tản ra huyết khí nồng đậm, hiển nhiên đã từng giết rất nhiều người. Lời nói vừa dứt, hai người đột nhiên trợn to hai mắt, lộ vẻ sợ hãi, bọn hắn cảm thấy thân thể không nghe theo sai khiến của bản thân nữa. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo bào đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong sân, bước từng bước về phía bọn hắn, người này chính là Tiêu Phàm. Ngươi là ai? Một kẻ dùng toàn lực quát to, nhưng tiếng nói phát ra lại rất nhỏ, tựa như phát ra từ trong kẽ răng. Ngươi đến giết các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Phụt phụt,
đột nhiên từng đạo kiếm khí cắt qua thân thể hai tu sĩ chiến đế cảnh, hai người không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã xuống. Tay Tiêu Phàm khẽ điểm vào kết giới bao quanh gian phong khiến kết giới ào ào tan vỡ, cùng lúc đó chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai vọt ra. Tiêu Phàm thấy thế, khẽ vung tay lên, hai thi thể trên mặt đất đột nhiên biến mất, lúc này hắn mới nhìn về tiểu cô nương 8-9 tuổi đang đứng ở cổng kia. Tiểu cô nương mặc váy màu tím, đôi mắt long lanh sáng như sao, trong vắt thanh tịnh, tựa như vầng trăng khuyết, lộ ra một khí chất tự nhiên. Lông mày cong cong, hàng mi dài linh động, làn da trắng nõn nhàn nhạt phấn hồng, đôi môi mỏng nhỏ như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át, cả người nàng giống như một con búp bê tinh xảo. Mặc dù nàng mới 8-9 tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân, nhìn nàng vô cùng đáng yêu. Không phải chỉ là giết chết người sao, có gì mà phải giấu giếm chứ? Miệng nhỏ của tiểu cô nương khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp tỉ mỉ quan sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, trong lòng lại không biết nói gì mới tốt, cái gì gọi là giết một người. Nếu như lời này phát ra từ miệng một tu sĩ mười mấy tuổi, Tiêu Phàm cũng sẽ không cảm thấy cái gì, dù sao chỉ cần là tu sĩ, đều sẽ phải đối mặt với giết chóc. Nhưng Tiêu Phàm lại không thể tin được lời này do một tiểu cô nương nói ra, hắn không thể tin được, bé gái trước mắt hắn lại chính là Tiêu Niệm Niệm nhỏ nhắn xinh xắn ngày xưa. Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện, thời gian mấy năm không gặp, ai cũng sẽ thay đổi, qua thêm mấy năm nữa, có lẽ Tiêu Niệm Niệm đã trở một đại mỹ nữ. Chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao? Tiêu Niệm Niệm thấy Tiêu Phàm cứ nhìn chằm chằm vào nàng, lập tức có chút không vui, nhỏ giọng nói, đại soái ca, là huyết tỷ tỷ phái ngươi tới cứu ta sao? Nể tình ngươi đã cứu ta, ta sẽ không trách ngươi. Tiêu Phàm dở khóc dở cười, hắn đã nghĩ tới rất nhiều hoàn cảnh gặp lại Tiêu Niệm Niệm, nhưng hoàn cảnh như bây giờ, hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng vậy, huyết tỷ tỷ của ngươi phái ta tới cứu ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu hài tử vốn rất ngây thơ, dù tâm lý Tiêu Niệm Niệm thành thục hơn tiểu hài tử bình thường một chút, đó là vì tiểu cô nương đã trải qua quá nhiều chuyện. Ta biết mà, Tiêu Niệm Niệm hì hì cười một tiếng, sau đó dẫn đầu chạy ra ngoài tiểu viện, nhưng vừa chạy được mấy bước, đột nhiên nàng lại nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt tinh quái hỏi, ngươi biết vì sao ta nhìn ngươi rất thuận mắt không? Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như hắn biết được tính cách Tiêu Niệm Niệm, có lẽ phải cảm thán rằng hắn đã may mắn khi trả lời như thế. Người hiểu rõ Tiêu Niệm Niệm đều biết, từ trước tới giờ, nàng sẽ không nói chuyện với người lạ, Tiêu Phàm có thể khiến cho Tiêu Niệm Niệm phá lệ mà nói nhiều như vậy, là vô cùng khó. Đôi mắt của ngươi rất giống mắt của ca ca ta, Tiêu Niệm Niệm vô cùng nghiêm túc nói ra. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ lột bột, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Niệm Niệm, mặc dù hắn đã thay đổi dung mạo, nhưng ánh mắt lại không thể đổi. Hắn không ngờ đã nhiều năm như vậy, Tiêu Niệm Niệm vẫn còn nhớ rõ hắn. Khi hắn rời đi, Tiêu Niệm Niệm mới có 3-4 tuổi thôi, tiểu hài tử 3-4 tuổi bình thường không có quá nhiều ký ức. Ca ca của ngươi tên là gì? Với tâm tính hiện giờ của Tiêu Phàm, nhưng mũi hắn vẫn có chút chua xót, tuy nhiên hắn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ca ca ta là đại anh hùng, huynh ấy tên là Tiêu Phàm. Bộ dáng Tiêu Niệm Niệm đắc ý nói. Khi nói ra hai chữ Tiêu Phàm, trên mặt nàng lộ vẻ tự hào. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, khẽ vuốt mũi ngọc tinh xảo của Tiêu Niệm Niệm, nói thế ta có nên tự cảm thấy may mắn, có đôi mắt giống ca ca của ngươi không? Hừ, Tiêu Niệm Niệm khó chịu khi bị Tiêu Phàm đụng vào mũi quỳnh của nàng, hừ lạnh một tiếng nói, ca ca ta đẹp trai hơn ngươi nhiều, mặc dù ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng so với ca ca ta, ngươi vẫn kém xa. Tiêu Phàm câm nín. Trong lòng lại thầm nghĩ, ta chính là ca ca tốt của ngươi đấy, nhưng nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn lựa chọn không để lộ thân phận. Hắn bây giờ còn chưa biết phải đối mặt với huyết yêu nhiêu thế nào, nếu như nói tin huyết vô tuyệt chết cho huyết yêu nhiêu biết chắc chắn nàng sẽ bị đả kích nặng nề. Hừ, ngươi đừng nghĩ không phục, chờ khi ngươi nhìn thấy ca ca ta thì biết, đi thôi, đừng để huyết tỷ tỷ chờ lâu. Tiêu Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn trầm mặc, còn tưởng rằng Tiêu Phàm không phục. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vung tay lên, một luồng sức mạnh nâng Tiêu Niệm Niệm lên, nháy mắt đã biến mất tại chỗ tại Tiêu Phủ, giờ phút này cả người huyết yêu nhiêu đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám thuộc hạ của Vô Tâm nói, nếu như Niệm Niệm xảy ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi sẽ phải chôn cùng Niệm Niệm. Những năm này, huyết yêu nhiêu sớm đã đối đãi với Tiêu Niệm Niệm như muội muội ruột của mình,
tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện gì. Vô Tâm vừa chết, mạng sống của Tiêu Niệm Niệm lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, mà thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Nhưng trong những kẻ này không có người nào biết Tiêu Niệm Niệm bị giam ở đâu, điều này khiến Huyết Yêu Nhiêu vô cùng lo lắng. Thời gian uống nửa chén trà nhỏ đã trôi qua, hiện tại nàng vẫn không có cách nào, trong lòng tự nhiên không thể bình tĩnh. Thuộc hạ của Vô Tâm không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn cho là Huyết Vô Tuyệt chết rồi, nên mới có thể bị Vô Tâm mê hoặc, lựa chọn đứng tại về phe Vô Tâm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Vô Tâm lại dễ dàng bị người khác giết chết như vậy, hơn nữa hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn bọn hắn cũng không có. Huyết Tỷ Tỷ, đúng lúc Huyết Yêu Nhiêu chuẩn bị nổi giận, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng gọi to, chẳng biết từ lúc nào, trong sân xuất hiện thêm hai hình bóng. Niệm Niệm, Huyết Yêu Nhiêu vui đến phát khóc, lách mình nhào tới, ôm chặt Tiêu Niệm Niệm, dúi đầu Niệm Niệm vào trong ngực nàng. Huyết Tỷ Tỷ, người còn ôm Niệm Niệm như vậy, Niệm Niệm sẽ chết ngạt đó. Sau một hồi lâu, Tiêu Niệm Niệm thấp giọng hô lên. Nghe thấy vậy, Huyết Yêu Nhiêu vội vàng buông Tiêu Niệm Niệm ra, khi thấy không ít ánh mắt của tu sĩ bốn phía, sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu hơi đỏ lên, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm nói, cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu có chút trốn tránh. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết phải nói gì, tình cảnh có chút lúng túng, Tiêu Phàm thực sự không biết nói chuyện Huyết Vô Tuyệt đã chết như thế nào cho Huyết Yêu Nhiêu. Có gian tình, Kiếm La thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói công tử, những người này còn lưu lại sao? Lời này vừa nói ra, những tên thuộc hạ của Vô Tâm đều biến sắc. Một số kẻ còn quỳ trên mặt đất bắt đầu xin tha. Huyết Minh trưởng lão, chúng ta là bị Vô Tâm mê hoặc, xin ngài tha cho chúng ta một mạng, để cho chúng ta lấy công chuộc tội. Đúng vậy, Huyết Minh trưởng lão, đây hết thảy đều do Vô Tâm, chúng ta đều là bị hắn khống chế, nếu như không đứng về phe hắn, hắn sẽ giết chết chúng ta. Cầu xin Huyết Minh trưởng lão cho chúng ta cơ hội chuộc tội. Từng tên tu sĩ quỳ rạp trên đất mặt, giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn làm sao có thể sống sót, không còn quan tâm gì đến mặt mũi nữa. Để những kẻ như các ngươi gia nhập Tu La Điện, thật đúng là sỉ nhục Tu La Điện. Kiếm La lạnh lùng nói, sát khí nở rộ khiến đám tu sĩ không khỏi run rẩy một chút, toàn trường câm như hến. Tiêu Phàm khẽ híp hai mắt, trong lòng hắn cũng đang trầm tư, phải xử trí những người này như thế nào cho hợp lý đây. Hắn không phát hiện, Tiêu Niệm Niệm nói mấy câu với Huyết Yêu Nhiêu. Sau đó ánh mắt Huyết Yêu Nhiêu vẫn rơi vào trên người Tiêu Phàm. Ba vị tiền bối, đa tạ ba vị xuất thủ cứu giúp, nhưng việc này là chuyện của Tu La Điện, mong ba vị không nên nhúng tay. Lúc này, Huyết Minh trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Kiếm La lạnh lùng liếc Huyết Minh một cái, khiến Huyết Minh nhảy dựng lên vì bị dọa cho phát sợ, thân thể khẽ run rẩy, cũng may bị Tiêu Phàm ngăn lại, nếu không Huyết Minh sẽ gặp thua thiệt. Tiêu Phàm vừa muốn nói gì, lại bị một tiếng nói khác đánh gãy, nếu như ngay cả Tu La Điện chủ còn không thể tham dự vào chuyện của Tu La Điện, vậy ai có thể quản chuyện của Tu La Điện? Đám người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu, chỉ thấy Huyết Yêu Nhiêu bước từng bước về phía Tiêu Phàm, trên mặt nở một nụ cười tà ác. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ lục bộp, chẳng lẽ mình bị nhận ra? Tu La Điện chủ tới rồi sao? Lát sau, có người lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc tìm kiếm bốn phía. Muốn nhìn thấy bóng dáng Tu La Điện chủ. Người ở chỗ này, có ít người đã từng gặp Tiêu Phàm, cho dù chưa gặp người thật, bình thường cũng đã nhìn thấy chân dung của Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm xuất hiện, bọn hắn khẳng định có thể nhận ra, nhưng bốn phía cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Phàm. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn khắp bốn phía, cuối cùng lại rơi vào trên người Huyết Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu, Điện chủ đại nhân đã tiến vào thần kiếp địa. Sao có thể xuất hiện ở đây? Huyết Minh biết rõ quan hệ giữa Huyết Yêu Nhiêu với huynh muội Tiêu Phàm, nghi ngờ hỏi. Huyết Yêu Nhiêu không để ý đến Huyết Minh, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, tựa như khuê phòng oán phụ, khiến toàn thân Tiêu Phàm run lên. Nếu ngươi đã tới, vì sao không dám lấy khuôn mặt chân thực để gặp ta? Huyết Yêu Nhiêu mở miệng nói, ngữ khí rất lạnh, nhưng nghe kỹ thì đều là nhu tình. Tiêu Phàm không nói. Chút nữa hắn đã lùi về phía sau, không dám tới gần Huyết Yêu Nhiêu, thần sắc mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút trốn tránh.
Huyết tỷ tỷ, người nhận lầm người rồi, hắn mặc dù có đôi mắt tương tự với ca ca, nhưng hắn không phải là ca ca. Tiêu Niệm Niệm lắc lắc tay Huyết Yêu Nhiêu nói. Thật sao? Mắt Huyết Yêu Nhiêu không chớp nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên là nàng đã nhận định Tiêu Phàm, sau đó quay người nhìn Tiêu Niệm Niệm nói, Niệm Niệm, nếu như một người ngay cả dũng khí gặp chúng ta cũng không có, vậy sau này chúng ta coi như người này không tồn tại. Huyết tỷ tỷ, Tiêu Niệm Niệm có chút do dự, trong lòng nàng, Tiêu Phàm chính là người thân nhất của nàng, sao có thể coi Tiêu Phàm không tồn tại được. Hắn không muốn nhận chúng ta, vì sao chúng ta phải nhận hắn? Trong giọng nói Huyết Yêu Nhiêu đều là ý tứ phàn nàn. Vẻ mặt đám người Huyết Minh mờ mịt, không rõ Huyết Yêu Nhiêu có ý gì, chẳng lẽ người trước mắt này chính là Tiêu Phàm? Hiển nhiên không thể nào, bọn họ đều đã từng gặp Tiêu Phàm. Ai, người tội gì phải khổ như thế chứ? Một tiếng thở dài vang lên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Một màn sau đó trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, chỉ thấy Tiêu Phàm khẽ động. Tất cả mọi người không khỏi trợn trừng hai mắt. Chỉ lát sau, khuôn mặt Tiêu Phàm biến thành một người khác, thậm chí ngay cả chiều cao cũng biến hóa theo, đám người vô cùng ngạc nhiên, miệng của họ mở to đủ để nhét một quả trứng vịt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Điện chủ, là điện chủ, thiếu niên mặc áo đen lúc trước dẫn đường cho Tiêu Phàm kích động hét lớn, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Những người khác cũng không khá hơn. Bọn hắn vẫn luôn mơ ước có thể thấy tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm, thật không ngờ Tiêu Phàm thật sự đang ở trước mắt mình. Bái kiến điện chủ, Huyết Minh lấy lại tinh thần, khom người bái lại, thân thể của hắn khẽ run. Trong đầu hắn lại không khỏi nhớ tới khoảng thời gian đã từng mang theo Tiêu Phàm tham gia sát phương thí luyện, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy, lúc ấy hắn chưa từng nghĩ, Tu La điện chủ thế hệ này vậy mà lại xuất hiện ngay dưới mắt hắn. Bái kiến điện chủ. Những tu sĩ Tu La Điện khác cũng thi nhau quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính nhìn Tiêu Phàm, cho dù là những kẻ trước kia bị vô tâm mê hoặc, cũng không chút do dự quỳ xuống, nhưng trong lòng bọn hắn lại càng thêm bàng hoàng. Đứng lên cả đi, Tiêu Phàm thở sâu, bình phục lại suy nghĩ, sau đó ánh mắt rơi vào người Huyết Yêu Nhiêu, lại phát hiện, thân thể Huyết Yêu Nhiêu mềm mại khẽ run. Ngươi thật sự là ca ca, ta không phải đang nằm mơ. Tiêu Niệm Niệm hai mắt ngập nước nhìn Tiêu Phàm, sau khi xác định thật sự là Tiêu Phàm, nàng liền nhào vào trong ngực Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu cũng muốn nhào qua, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được, nàng biết, Tiêu Phàm đã có người trong lòng, hắn không thể chứa được người khác nữa. Nàng chỉ là hy vọng, mình có thể ở phía sau Tiêu Phàm, từ xa ngắm nhìn bóng lưng của hắn là đủ rồi, không còn cầu mong gì khác. Ta biết chính là ngươi, Huyết Yêu Nhiêu khẽ nói. Hai mắt đẫm lệ cuối cũng nhìn không được mà chảy xuống. Yêu Nhiêu, từ khi chia tay đến giờ không xảy ra việc gì chứ? Tiêu Phàm trầm ngâm hồi lâu, buông Tiêu Niệm Niệm ra, mở miệng hỏi một câu, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách nhất định với Huyết Yêu Nhiêu. Hắn biết, mình không nên tiếp thu phần này tình cảm, trong lòng Tiêu Phàm, tình yêu là thần thánh, tuyệt đối không thể tồn tại người thứ ba. Không phải Tiêu Phàm không thích Huyết Yêu Nhiêu. Nhưng trong lòng của hắn chỉ có Diệp Thi Vũ, nếu hắn yêu thêm một nữ nhân khác, vậy thì hắn sẽ trở thành người vô trách nhiệm với mọi người. Mọi điều kiện của Huyết Yêu Nhiêu đều không kém, Tiêu Phàm cũng không muốn làm chậm trễ nàng ấy, bởi vì bọn hắn là không thể nào. Từ khi chia tay đến giờ không xảy ra việc gì chứ? Huyết Yêu Nhiêu cười cay đắng, chỉ một câu lại đã xóa hết nhớ nhung trong lòng. Ca ca, người thật sự đã tới, người đã đi hơn 4 năm rồi. Miệng nhỏ Tiêu Niệm Niệm khẽ lẩm bẩm, tức giận nói. Mấy năm nay, Tiêu Phàm luôn sống trong bận rộn, vì không muốn để cho Huyết Yêu Nhiêu và Tiêu Niệm Niệm lo lắng cho mình, đã có lần đám người Huyết Vô Tuyệt đi về huyền vực, Tiêu Phàm chỉ là dám đứng từ xa nhìn bọn hắn một chút, mọi việc đều như mới hôm qua. Niệm Niệm, ca ca tới chậm, thật xin lỗi Niệm Niệm. Tiêu Phàm nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Niệm Niệm không trách ca ca. Chỉ cần ca ca nhớ Niệm Niệm là được rồi. Tiêu Niệm Niệm vô cùng nhu thuận, cùng bộ dáng tinh quái khi nãy hoàn toàn khác biệt, lúc này tâm tính của nàng thành thục hơn rất nhiều. Tiêu Phàm, ca ca của ta. Đột nhiên, Huyết Yêu Nhiêu hít sâu một hơi, nàng hỏi Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm run lên, việc nên tới vẫn phải tới, thế nhưng hắn lại không biết phải mở miệng nói như thế nào. Huyết Yêu Nhiêu vốn rất thông minh, từ hiểu hiện của Tiêu Phàm.
nàng đã nhận ra được điều gì, thân thể mềm mại run lên, lui về sau mấy bước, chút nữa thì đứng không vững, cũng may được Tiêu Niệm Niệm đỡ lấy. Ca ca ta, hắn, đúng như lời Vô Tâm nói. Huyết Yêu Nhiều run run nói, toàn thân tựa như thoát lực, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phàm thở dài, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, Huyết Yêu Nhiều là muội muội của Huyết Vô Tuyệt, nàng có tư cách biết chuyện về Huyết Vô Tuyệt, cho dù hiện tại không nói, sớm muộn có một ngày nàng cũng sẽ biết. Huyết Yêu Nhiều tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, hiển nhiên nàng không thể tiếp thu được kết quả này. Điện chủ, Diêm La đại nhân chết rồi. Thân thể Huyết Minh cũng run rẩy kịch liệt, không tin nhìn Tiêu Phàm. Huyết Vô Tuyệt chính là niềm kiêu ngạo của Huyết gia, hắn là Huyết gia gia chủ, nếu như Huyết Vô Tuyệt chết đi, đây tuyệt đối là đả kích lớn với Huyết gia. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, sư huynh vì cứu ta, bị dị tộc giết chết. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tiêu Phàm cũng hiện lên sát ý lạnh lẽo, trong đầu nhớ tới hình dạng của Minh Yểm, giết một đạo hóa thân của hắn hiển nhiên là chưa đủ. Tiêu Phàm âm thầm thề, nhất định phải tự tay giết chết bản tôn Minh Yểm. Dị tộc đáng chết, Huyết Minh nổi giận mắng, nắm đấm nắm chặt, ngón tay cứa vào lòng bàn tay đến chảy máu. Tu sĩ sau lưng Huyết Minh cũng không khá hơn, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ đau xót. Tiêu Phàm, đột nhiên, sắc mặt Huyết Yêu Nhiều tái nhợt lắc lư đứng dậy, dưới sự dìu đỡ của Tiêu Niệm Niệm đi đến trước người Tiêu Phàm, hai đầu gối mềm nhũn, nàng quỳ trên mặt đất. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng đỡ lấy Huyết Yêu Nhiêu, nói Yêu Nhiêu, ngươi làm gì vậy? Khẩn cầu điện chủ cho ta kế thừa sự nghiệp của ca ca, ta muốn báo thù cho ca ca. Huyết Yêu Nhiêu dùng hết lực khí toàn thân nói, đôi mắt đẹp tràn đầy khí lạnh và vô tình. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, đối với thỉnh cầu của Huyết Yêu Nhiêu, trong lúc nhất thời hắn không biết phải trả lời như thế nào. Cái chết Huyết Vô Tuyệt khiến Tiêu Phàm vô cùng áy náy. Hắn sao có thể để Huyết Yêu Nhiêu đảm nhiệm chức vị đệ tam Diêm La Điện điện chủ, để nàng lấy thân đi mạo hiểm được. Tiêu Phàm rất muốn từ chối, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt băng lãnh mà vô tình của Huyết Yêu Nhiêu, hắn lại không đành lòng. Chẳng lẽ Huyết Yêu Nhiêu không có quyền báo thù cho ca ca của nàng sao? Tiêu Phàm hiểu cách làm người của Huyết Yêu Nhiêu, sự việc mà nàng đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu như mình không đáp ứng nàng, nàng ấy cũng sẽ không từ bỏ báo thù cho Huyết Vô Tuyệt, ngược lại khi đó nàng sẽ nghĩ đến những biện pháp khác. Nhưng với thực lực của nàng, đừng nói báo thù cho Huyết Vô Tuyệt, cho dù là tới gần Minh Yểm cũng khó có khả năng, dù sao hiện tại Huyết Yêu Nhiêu mới chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu đã như vậy, còn không bằng đáp ứng thỉnh cầu của Huyết Yêu Nhiêu, để cô đảm nhiệm đệ tam Diêm La Điện điện chủ, thứ nhất là để nàng tiếp nhận chuyện của Huyết Vô Tuyệt. Thứ hai là có thể kiềm chế lại thù hận trong lòng Huyết Yêu Nhiêu. Hơn nữa hiện tại mặc dù Huyết Vô Tuyệt đã chết, nhưng tương lai thì sao, dù sao thi thể của Huyết Vô Tuyệt còn đang được bảo tồn trong tiểu thiên địa. Ngươi không hối hận, Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ góc độ cá nhân mà nói, hắn không hy vọng Huyết Yêu Nhiêu đảm nhiệm chức vị đệ tam Diêm La. Lưu Ly chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù thiên phú của Huyết Yêu Nhiêu không kém, nhưng nàng vẫn là một nữ nhân. Không phải Tiêu Phàm khinh thường nữ nhân, mà là có một số việc, nữ nhân sự thật không thể làm được. Hoặc là có thể làm được, thì cái giá phải bỏ ra cũng lớn hơn rất nhiều so với nam nhân. Chọn đời không hối hận, Huyết Yêu Nhiêu không chút do dự nói ra, ngữ khí kiên định hữu lực. Giờ khắc này Huyết Yêu Nhiêu không còn chút phong tình vạn chủng nào, chỉ còn vô tình cùng lãnh huyết, nàng tựa như đã thay đổi thành người khác. Trên mặt Tiêu Phàm lộ vẻ lo lắng. Hắn biết muốn Huyết Yêu Nhiêu bước ra từ sự đau đớn trước cái chết của Huyết Vô Tuyệt cần một thời gian nhất định. Dù sao, Huyết Vô Tuyệt là một trong những nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời này của Huyết Yêu Nhiêu, một người khác chính là Tiêu Phàm, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Huyết Yêu Nhiêu, bản thân Tiêu Phàm lại không biết. Làm một người ca ca, mỗi giờ mỗi khắc Huyết Vô Tuyệt đều không quên cưng chiều người muội muội này, thậm chí nhiều lần vì cứu nàng, chút nữa hắn đã chết trong tay địch nhân. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu không báo thù được cho ca ca, nàng sẽ áy náy cả một đời. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đột nhiên hít sâu một cái nói, Huyết Yêu Nhiêu nghe lệnh. Có thuộc hạ, giọng nói băng lãnh của Huyết Yêu Nhiêu vang lên, quanh thân nàng bốc lên hàn khí, ẩn ẩn có huyết vụ tràn ngập. Kể từ bây giờ, người chính là đệ tam Diêm La Điện điện chủ, quản lý đệ tam Diêm La Điện, không được sai sót.
Giọng nói mạnh mẽ của Tiêu Phàm vang lên nói. Thuộc hạ tuân lệnh, Huyết Yêu Nhiêu gật đầu đứng dậy. Tiêu Phàm vốn chỉ vì không muốn để Huyết Yêu Nhiêu đi chịu chết, mới để cho nàng quản lý Đệ Tam Diêm La Điện. Nhưng Tiêu Phàm không ngờ tới, trong tương lai Đệ Tam Diêm La Điện, lại nhiều lần lập được kỳ công, cũng như vậy một nữ tu la đã ra đời, đương nhiên đây là sau này. Đám người Huyết Minh thấy Huyết Yêu Nhiêu đảm nhiệm vị trí Đệ Tam Diêm La, trên mặt có chút vui mừng, mặc dù cái chết của Huyết Vô Tuyển đã đả kích bọn họ rất lớn, nhưng hiện tại Huyết Yêu Nhiêu trở thành Đệ Tam Diêm La, lại bảo vệ được địa vị của Huyết gia. Điện chủ, những người này đều là người của Đệ Tam Diêm La Điện, thuộc hạ có quyền lợi xử trí bọn hắn phải không? Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nhìn về phía những tên thuộc hạ của Vô Tâm ở trong sân. Tiêu Phàm khép hờ hai mắt, không biết Huyết Yêu Nhiêu muốn xử trí bọn hắn như thế nào, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, đúng vậy. Trên miệng mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại rất lo lắng, thời khắc này Huyết Yêu Nhiêu tựa như biến thành người khác, ngay cả hắn đều có cảm giác không nhận ra. Đa tạ điện chủ, Huyết Yêu Nhiêu khẽ thi lễ, bắt đầu duy trì khoảng cách nên có giữa một thuộc hạ với Tiêu Phàm. Nhìn thấy động tác này của nàng, Tiêu Phàm không biết mình để Huyết Yêu Nhiêu đảm nhiệm Đệ Tam Diêm La, là sai hay là đúng. Huyết Yêu Nhiêu không để ý đến Tiêu Phàm, bước từng bước đi đến trong sân, huyết khí tràn ngập, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám người trong sân. Phản bội Đệ Tam Diêm La Điện, chính là phản bội Tu La Điện, các ngươi có biết tội không? Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng nói. Đám người lộ vẻ sợ hãi, giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu cho người ta một loại cảm giác vô cùng đáng sợ, bọn hắn không dám đối mặt cùng nàng. Biết tội, thật lâu sau, dưới áp lực trên người Huyết Yêu Nhiêu, có người không chịu nổi, cắn răng nói. Hiện nay, Đệ Tam Diêm La Điện là lúc cần dùng người, bản điện chủ có thể cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giọng nói lạnh lẽo của Huyết Yêu Nhiêu vẫn tiếp tục vang lên, nàng tựa như một tòa băng sơn vạn năm. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, chỉ cần có thể sống, như vậy là đủ rồi. Tất cả kẻ phản bội, tự chặt năm ngón tay, các ngươi có phục không? Huyết Yêu Nhiêu lại nói, trong lúc vô hình trên người nàng tản ra khí thế uy nghiêm, không cho người khác từ chối. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Những người này bị Vô Tâm mê hoặc, tự nhiên là có lỗi, nhưng bọn hắn cũng không phản bội Tu La Điện, chỉ là đứng về phía Vô Tâm mà thôi, tội không đáng chết. Tiêu Phàm sợ Huyết Yêu Nhiêu mất đi lý trí, giết hết những người này. Hiện tại Tu La Điện đang thiếu người, nếu giết đi hơn 100 người này thì đây sẽ là tổn thất lớn đối với Tu La Điện. Đa tạ Diêm La Đại Nhân, tất cả đám tu sĩ trong sân đều đồng thanh nói. Tự chặt năm ngón tay mà thôi. Cũng không tính là gì, chỉ cần có thể sống sót, về sau nếu tìm được linh dược còn có thể để khôi phục lại. Có một số người kiên quyết tự chặt đứt năm ngón tay của mình, mặc dù trên mặt họ lộ ra vẻ đau đớn, nhưng vẫn chịu đựng, đến kêu cũng không kêu tiếng nào. Có thể trở thành sát thủ của Tu La Điện, nghị lực của bọn họ cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Một lát sau, những kẻ phản bội đều đã tự chặt đi năm ngón tay, tình cảnh vô cùng tráng lệ. Trên mặt đất đều là ngón tay, màu máu tràn ngập không gian. Huyết Yêu Nhiêu vung tay lên, những ngón tay đầy máu kia thi nhau nổ tung, hóa thành xương máu tràn ngập hư không, chặt đứt năm ngón tay của bọn chúng, thì sẽ không cho bọn chúng cơ hội nối lại một lần nữa, nếu không thì đó đã không phải là trừng phạt. Dù sao, chỉ cần có tu vi chiến đế cảnh trở lên, muốn một lần nữa nối lại ngón tay, chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Các ngươi không được rời khỏi huyền vực. Một khi phát hiện, giết không tha. Huyết Yêu Nhiêu hừ lạnh, khẽ vung tay áo, xoay người đi vào trong đại sảnh. Đám người khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù là đám người Huyết Minh cũng không tốt gì, lúc này bọn hắn mới phát hiện, cả người bọn hắn đã đổ đầy mồ hôi, Huyết Yêu Nhiêu khi nãy thật đáng sợ. Nữ nhân mạnh mẽ rất đáng sợ, trong lòng Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán một câu, hắn không đi theo Huyết Yêu Nhiêu. Hiện tại hắn không biết phải an ủi Huyết Yêu Nhiêu như thế nào. Ca ca, ta đi tìm Huyết tỷ tỷ. Tiêu Niệm Niệm nhu thuận nói, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Đều tản ra đi, mấy người Huyết Minh ở lại. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, khoát tay một cái nói. Những tu sĩ kia sao còn dám chống lại, tất cả như được đại xá, nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi này. Một lát, trong sân chỉ còn mấy người Huyết Minh. Tiêu Phàm liếc nhìn những người này một chút,
cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một thiếu niên áo bào đen, chính là thiếu niên dẫn đường lúc trước, thản nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ tên là Nhiễm Trường Ca. Thiếu niên áo bào đen không kiêu ngạo không tự ti lớn tiếng nói tên của mình. Ngươi không tệ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Biểu hiện của thiếu niên này không tệ, khi biết Huyết Yêu Nhiêu gặp phải nguy hiểm, cũng không mù quáng xông lên, mà là lựa chọn đi tìm đám người Huyết Minh, rất biết đối nhân xử thế. Thiếu niên áo bào đen kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết làm gì, lúc này, Huyết Minh mới vỗ một cái vào gáy của hắn nói, tiểu tử, điện chủ đại nhân khen ngươi, vẻ mặt của ngươi lại mờ mịt thế kia. Tạ ơn điện chủ đại nhân khích lệ, lúc này, Nhiễm Trường Ca mới lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Phàm cười cười, người này là hạt giống tốt, nếu như có thể đến đệ nhất lâu tu luyện một phen, thành tựu trong tương lai khẳng định sẽ không thấp. Không biết điện chủ lưu lại chúng ta có gì cần dặn dò. Huyết Minh hít sâu một hơi rồi nói, kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm lại. Nghe được lời nói của Huyết Minh, Tiêu Phàm khẽ nhìn hắn một cái, Huyết Minh mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ, nhưng hắn là người tương đối cơ trí. Nghĩ một chút, Tiêu Phàm nói, các ngươi có cái nhìn như thế nào về tình hình đệ tam Diêm La Điện hiện tại? Đám người Huyết Minh nghe vậy, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, không biết Tiêu Phàm có ý gì. Không biết điện chủ có ý gì? Huyết Minh trầm ngâm không nói, hắn thực sự không biết Tiêu Phàm có ý gì. Nhưng Huyết Minh biết, đối với đệ tam Diêm La Điện, Tiêu Phàm chắc chắn có chút thất vọng, dù sao lần này xuất hiện chuyện của Vô Tâm, nếu như không phải Tiêu Phàm đích thân xử lý, ai biết đệ tạm Diêm La Điện sẽ có kết cục như thế nào. Khả năng lớn nhất chính là, tất cả bọn hắn đều bị Vô Tâm giết chết, đệ tam Diêm La Điện nhất định sẽ tách khỏi Tu La Điện. Xét theo khía cạnh khác, việc này chính là phản bội. Vậy thì nói chuyện khác đi, các ngươi cảm thấy Tu La Điện còn chỗ nào xử lý không thích hợp, mọi người không cần khẩn trương, tùy tiện nói một chút. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, đi đến chủ vị ngồi xuống, cười cười nói. Hiện tại, tình huống như thế này mới chỉ xuất hiện ở đệ tam Diêm La Điện, nhưng ai biết được, ở những Diêm La Điện khác có xảy ra chuyện như vậy hay không? Sắc mặt đám người Huyết Minh khẽ trầm xuống, bọn hắn không ngờ Tiêu Phàm lại để bọn hắn thảo luận chuyện của Tu La Điện trong tương lai, bọn hắn sao có thể nói được chứ? Nhưng qua chuyện này, ấn tượng của đám người đối với Tiêu Phàm đã có chút thay đổi, trong ấn tượng của bọn họ, Tu La Điện chủ chính là một người sát phạt quyết đoán. Nhưng Tiêu Phàm ở trước mắt bọn họ lại là người vô cùng hiền lành, giống như một người bình thường không thể bình thường hơn. Vâng, điện chủ, vậy thuộc hạ to gan xin nói. Huyết Minh thở sâu, nói thời gian Tu La Điện mặc dù đã hoạt động mấy năm, nhưng thực sự còn có rất nhiều việc xử lý không đúng. Khi nói ra lời này, Huyết Minh khẽ ngẩng đầu len lén nhìn Tiêu Phàm vài lần, tựa như sợ Tiêu Phàm nổi giận. Nhưng thần sắc Tiêu Phàm vẫn không chút thay đổi, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy như biển cả. Huyết Minh cố lấy dũng khí, tiếp tục nói, thuộc hạ cảm thấy, ít nhất có hai phương diện làm được không tốt, thứ nhất chính là lòng cảm mến cùng độ trung thành của mọi người với Tu La Điện, qua chuyện lần này, Vô Tâm có thể mê hoặc những người này tạo phản, ngoài đe dọa còn dùng lợi để dụ nữa. Uy hiếp, chính là dùng người nhà của những tu sĩ Tu La Điện để uy hiếp, tu sĩ Tu La Điện cũng là người, bọn hắn cũng có gia đình, có tình cảm. Thực lực của Vô Tâm quả thật không tệ, nhưng nếu như hắn không nắm được tin tức về những tu sĩ Tu La Điện khác, hắn cũng không thể dùng người nhà của tu sĩ này để uy hiếp. Nói tiếp đi, Tiêu Phàm nhíu mày, vấn đề này hắn cũng đã nghĩ đến, nhưng phải giải quyết vấn đề này như thế nào, hắn lại chưa nghĩ ra biện pháp. Lời Huyết Minh nói khiến hắn có loại cảm giác bừng tỉnh, có lẽ có thể tìm được biện pháp để giải quyết vấn đề này. Một cách khác, chính là dùng lợi để dụ dỗ. Huyết Minh gật đầu, lá gan cũng càng lúc càng lớn, hắn không cố kỵ gì nữa rồi nói, thuộc hạ không biết Vô Tâm cho những người kia thứ gì. Nhưng nếu như bọn hắn là đệ tử của Tu La Điện, có thể có được đầy đủ tài nguyên, thì việc Vô Tâm dùng lợi dụ sẽ không thành công, coi như hắn vẫn muốn dùng lợi dụ, thì cái giá hắn phải trả sẽ càng lớn, lúc đó tự nhiên hắn sẽ thất bại. Mặc dù trên mặt của Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Vì Tu La Điện vừa mới thành lập, nên tài nguyên không có nhiều như tu sĩ Chiến Thần Điện. Đây cũng là một trong những lý do vì sao tu sĩ Chiến Thần Điện trung thành với Chiến Thần Điện,
thế nhưng muốn trong thời gian ngắn để kiếm được nguồn tài nguyên khổng lồ thì không có khả năng. Khi Tiêu Phàm đang suy nghĩ, Huyết Minh tiếp tục nói, mặt khác, Tu La Điện còn thiếu bộ máy giám sát. Bộ máy giám sát, Tiêu Phàm khẽ híp hai mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Huyết Minh, hắn không ngờ Huyết Minh có thể nhìn rõ về vấn đề này như vậy. Không sai, chính là bộ máy giám sát. Huyết Minh trịnh trọng gật đầu nói, nếu có một bộ máy giám sát, thì việc vô tâm uy hiếp, lợi dụng tu sĩ Tu La Điện khác, chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, chỉ cần có một chút tin tức, đã có thể bó chết việc này từ trong trứng nước, cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Nói xong, ánh mắt Huyết Minh rơi vào người Tiêu Phàm, trong lòng hắn có chút khẩn trương, hô hấp cũng dẫn dồn dập, sợ Tiêu Phàm nổi giận. Ngươi nói không sai, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, khiến tảng đá lớn trong lòng Huyết Minh rơi xuống, nhưng Tiêu Phàm lại nói, bộ máy giám sát đúng là rất quan trọng, nhưng nếu thành lập nó khó tránh sẽ khiến đệ tử Tu La bàng hoàng, tạm thời không suy tính. Vâng, Huyết Minh liền vội vàng gật đầu, không dám phản bác. Nhưng hắn nhìn sắc mặt của Tiêu Phàm, hắn hiểu trong lòng Tiêu Phàm nhất định đã có định đoạt, chỉ là không nói ra trước mặt nhiều người mà thôi. Như Tiêu Phàm nói, bộ máy giám sát chính là một con dao hai lưỡi, nếu như lợi dụng không tốt, sẽ làm bị thương đến mình, Tiêu Phàm cũng không muốn để Tu La Điện chia năm xẻ bảy. Thật ra Tiêu Phàm cũng nghĩ đến bộ máy giám sát, nhưng với tình hình hiện tại của Tu La Điện còn không thích hợp, hơn nữa trong lòng của hắn cũng chưa tìm được người thích hợp. Xét về độ tín nhiệm, đám người Ảnh Phong cùng Phong Lang đều rất đáng tin tưởng, nhưng hiện tại bọn hắn cũng quản lý một Diêm La Điện, rút ra cũng không thích hợp. Cơ cấu của bộ máy giám sát này sau này sẽ từ từ tìm kiếm người thích hợp đi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, tương lai Tu La Điện muốn phát triển lớn mạnh, bộ máy giám sát là cần thiết. Trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm lại nói, về vấn đề đầu tiên ngươi nói, có thể lập lên một chế độ thưởng phạt, Tu La Điện mặc dù thành lập không lâu, nhưng cũng không thể để lòng đệ tử Tu La Điện nguội lạnh, mọi người yên tâm, ta ở đây hứa hẹn, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Điện chủ anh minh, đám người nghe vậy, cúi đầu cầm tạ, trong đôi mắt họ ngập tràn chờ mong. Tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi, Nhiễm Trường Ca lưu lại. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Đám người cung kính lui ra, khi những người khác rời đi còn không khỏi hâm mộ nhìn Nhiễm Trường Ca một chút, có thể được điện chủ ưu ái, đây chính là phúc phận. Nhiễm Trường Ca đứng im tại chỗ không dám động, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, thân thể của hắn khẽ run. Rõ ràng là hắn đang rất kích động. Nhiễm Trường Ca, ta cho ngươi một cơ hội đi rèn luyện, không biết ngươi có nguyện ý đi thử hay không? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Thuộc hạ nguyện ý, Nhiễm Trường Ca nghe vậy, không chút do dự gật đầu, quỳ một chân trên đất nói. Không nên hơi một tí là quỳ xuống. Tiêu Phàm lắc đầu, một luồng sức mạnh nâng Nhiễm Trường Ca lên, sau đó đặt tay lên mi tâm Nhiễm Trường Ca, cảm thụ tình trạng thân thể của Nhiễm Trường Ca. Nhiễm Trường Ca vô cùng khẩn trương, nhưng hắn vẫn không dám động. Một lát sau, Tiêu Phàm thả tay xuống, sau đó lấy ra một viên hồn giới cùng ngọc phù, đưa cho Nhiễm Trường Ca nói, đi đi, nhiệm vụ rèn luyện ở trong này, việc này chỉ có mình ngươi biết là đủ. Vâng, điện chủ, Nhiễm Trường Ca vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận hồn giới cùng ngọc phù, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Công tử, tiểu tử này, Kiếm La nhìn Nhiễm Trường Ca rời đi. Không nhịn được hỏi, hắn rất ít khi thấy Tiêu Phàm coi trọng người tuổi trẻ nào. Một khối ngọc thô, Tiêu Phàm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Niệm Niệm lo lắng chạy tới, thở không ra hơi nói ra, ca ca, người mau đi xem Huyết tỷ tỷ đi, nàng khóc rất thương tâm. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt cứng đờ, nghĩ tới Huyết Vô Tuyệt, trong lòng Tiêu Phàm lại thấy đau xót. Hiện tại hắn vẫn không biết phải đối mặt như thế nào với chuyện này. Nhưng hắn vẫn thở dài một cái rồi gật đầu nói, ta đi xem tình hình thế nào. Sâu trong Tiêu phủ, trong một gian nhã uyển độc đáo, trăm hoa đua sắc, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết, hương hoa tràn ngập, hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn, cảnh đẹp vô cùng. Trong lương đình giữa vườn hoa ấy, vang lên từng tiếng nức nở nỉ non của một cô nương. Tiếng nức nở ấy tựa như cố kìm nén nhưng vẫn không sao ngăn được nước mắt. Lúc này, trên con đường mòn dẫn vào vườn hoa, một thanh niên áo bào đen đang chậm rãi bước tới, mỗi bước chân của chàng đều rất nặng nề.
trong đôi mắt của hắn chỉ có bóng hình một cô nương khoác hồng y đang ngồi giữa lương đình kia. Cho dù trăm hoa khoe sắc nhưng đối với hắn cũng không có chút hấp dẫn nào, tựa như hắn không thèm để cảnh đẹp này vào mắt. Người này không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm, trong lúc vô tình, hắn đã đi tới lương đình, nhìn Huyết Yêu Nhiêu ngồi cạnh bàn đá, trong mắt nàng ánh lên vẻ không đành lòng cùng yêu mến. Tiêu Phàm bị cảm xúc trong mắt nàng khiến cho xúc động, hai mắt hắn hơi đỏ lên. Nhưng hắn không biết phải an ủi Huyết Yêu Nhiêu như thế nào, bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì, Huyết Vô Tuyệt đã chết rồi, đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn thở dài một cái, cứ lặng lặng ngồi một bên bàn đá, lặng lặng nhìn trăm hoa đua nở trong hoa viên, nhưng hắn lại chẳng có chút tâm tình nào để thưởng thức cảnh đẹp nhân gian này. Hắn cứ ngây ngốc ngồi một bên như vậy, hắn không an ủi Huyết Yêu Nhiêu, chỉ lặng lặng nghe Huyết Yêu Nhiêu khóc. Hắn dường như hiểu được tâm tình trong tiếng khóc kia. Huyết Yêu Nhiêu tựa như không phát hiện Tiêu Phàm đến, nàng vẫn khóc, cái chết của Huyết Vô Tuyệt là một đả kích rất lớn đối với nàng. Từ nhỏ đến lớn, trong nhận thức của nàng cũng chỉ có ca ca Huyết Vô Tuyệt của nàng, nàng chưa từng gặp qua cha mẹ, ca ca là thân nhân duy nhất của nàng. Thế mà hiện tại ca ca yêu quý nhất của nàng lại chết đi, Huyết Yêu Nhiêu làm sao có thể tiếp nhận được. Tiêu Phàm cũng đã từng trải qua chuyện sinh ly tử biệt, hắn rất rõ loại đau đớn này, trước việc này, ai an ủi cũng không có tác dụng. Khi nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt tử vong, trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng đau khổ và phẫn nộ, nhưng tất cả phẫn nộ của hắn đều hóa thành thù hận cùng sát ý, sau này mới có thể chém giết hóa thân của Minh Yểm. Nhưng Huyết Yêu Nhiêu, nàng có thể phát tiết với ai? Bây giờ người thân duy nhất của nàng cũng đi mất rồi, thế gian này chỉ còn lại một mình nàng. Cảm giác này không phải ai cũng có thể hiểu. Ở nơi này, người quen thuộc với nàng chỉ có Tiêu Phàm, nàng cũng muốn lao vào trong ngực Tiêu Phàm để có thể nương tựa một chút. Nhưng nàng biết, trái tim của Tiêu Phàm đã tràn đầy hình bóng khác, đừng nhìn Huyết Yêu Nhiêu bình thường phong tình vạn trùng, nhưng thực chất bên trong nàng cũng rất kiêu ngạo, nếu không bao nhiêu năm qua sao nàng vẫn một mình chứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm vẫn giống như pho tượng lẳng lặng ngồi ở đó. Mặc dù hắn không biết phải an ủi Huyết Yêu Nhiêu ra sao, nhưng hắn muốn lẳng lặng ngồi ở đó để bầu bạn với nàng. Làm một bằng hữu, những thứ Tiêu Phàm có thể làm có lẽ chỉ có như vậy. Đến khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, thì phát hiện, Huyết Yêu Nhiêu đã ghé vào trên bàn đá ngủ quên mất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng nức nở, thân thể mềm mại, yếu đuối chọc người thương yêu kia khiến Tiêu Phàm khẽ thấy đau lòng. Tiêu Phàm thở dài. Cởi trường bào ra nhẹ nhàng đắp lên trên người Huyết Yêu Nhiêu. Hắn biết, mình có thể cho Huyết Yêu Nhiêu một chút ấm áp, nhưng hắn không dám thử, nếu như hắn vì việc này mà tới gần Huyết Yêu Nhiêu, hắn cũng sẽ xem thường chính mình. Tiêu Phàm không hề ngốc, ngược lại rất thông minh, chỉ là hắn không am hiểu biểu đạt tình cảm, trong lòng hắn hiểu rõ tình cảm của Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như hắn nguyện ý, Huyết Yêu Nhiêu có lẽ đã sớm trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng khi Tiêu Phàm lựa chọn Diệp Thi Vũ, hắn chưa từng hối hận, tình cảm giữa hắn và Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm chỉ có thể yên lặng chôn sâu trong đáy lòng, để lưu giữ lại cảm giác tốt đẹp ban đầu. Ngươi đã tỉnh rồi, động tác của Tiêu Phàm mặc dù rất nhẹ, nhưng Huyết Yêu Nhiêu vẫn tỉnh lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Huyết Yêu Nhiêu nhìn thẳng vào Tiêu Phàm, bốn mắt nhìn nhau, lát sau, ánh mắt Tiêu Phàm mới tránh đi. Tiêu Phàm! Chẳng lẽ ta khiến ngươi chán ghét như vậy sao? Huyết Yêu Nhiêu đau khổ nói. Ngươi không đáng ghét, ta chưa từng chán ghét ngươi, cũng vĩnh viễn không chán ghét ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài nói, là ta không có phúc, ta tin tưởng, ngươi nhất định tìm được vương tử của ngươi. Tiêu Phàm biết, mình nói như vậy sẽ làm tổn thương Huyết Yêu Nhiêu, nhưng sự thật chính là như thế, nếu như cứ giấu giếm sẽ làm liên lụy đến Huyết Yêu Nhiêu, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Ngươi chính là vương tử của ta. Huyết Yêu Nhiêu chút nữa đã kêu lên, nhưng nàng vẫn nhịn được không nói ra, nàng khẽ nói, cho ta mượn bả vai ngươi dùng một chút, được không? Nhưng Tiêu Phàm vẫn im tại chỗ không nhúc nhích, Huyết Yêu Nhiêu khổ sở nói, chẳng lẽ làm một bằng hữu, cho ta mượn bờ vai dựa vào một chút cũng không được sao? Nghe nàng nói như thế, trong lòng Tiêu Phàm chỉ biết thở dài một hơi, khẽ chuyển ghế đá tới gần Huyết Yêu Nhiêu, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào. Nói nhiều sai nhiều, chuyện tình cảm, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, nếu là đổi lại nữ nhân khác, Tiêu Phàm căn bản sẽ không đến gần vườn hoa này. Nhưng đối với Huyết Yêu Nhiêu,
Tiêu Phàm không nhẫn tâm, dù sao sư huynh Huyết Vô Tuyệt vì hắn mà chết. Đối với Huyết Yêu Nhiêu mà nói, người quan trọng nhất của nàng đã chết vì hắn, hắn cho nàng mượn bả vai một chút thì đã làm sao? Trong lòng Tiêu Phàm nói thầm, nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần trong lòng không có tạp niệm, liền không thẹn lương tâm. Huyết Yêu Nhiêu nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Phàm, tựa như tựa trên bờ vai người mình yêu. Hai người cứ ngồi lặng lặng như vậy, không ai nói gì, nhìn trăm hoa đua nở bốn phía, vào thời khắc này, thời gian dường như dừng lại, thế giới này không còn gì khác. Đến khi mặt trời ngả về tây, sắc hồng chiều tà rải đầy vườn hoa, chiếu lên bóng hai người, khung cảnh đẹp đã mà tĩnh mịch. Tiêu Phàm, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên khẽ mở cặp môi thơm, nói khẽ ta muốn thời gian cứ mãi dừng ở giờ khắc này, để nó trở thành vĩnh hằng. Tiêu Phàm không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Huyết Yêu Nhiêu dường như đang tự lầm bầm một mình, lại nói ra, trời chiều rất đẹp, nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại bóng tối. Bóng tối đi qua sẽ tới bình minh, Tiêu Phàm mắt không chớp nhìn chằm chằm chân trời. Đột nhiên, đầu Huyết Yêu Nhiêu rời khỏi bả vai Tiêu Phàm, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Phàm, hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Phàm, ôn nhu nói Tiêu Phàm, ta đẹp không? Ánh mắt Tiêu Phàm không thể né tránh, cùng Huyết Yêu Nhiêu bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, Tiêu Phàm gật đầu nói, rất đẹp. Nghe nói như thế, Huyết Yêu Nhiêu cười. Nụ cười rực rỡ sán lạn, tựa như một đóa hồng nhung nở rộ, là vô cùng yêu diễm, xinh đẹp. Đột nhiên, Huyết Yêu Nhiêu làm một động tác rất to gan, thừa dịp Tiêu Phàm không để ý, cặp môi thơm nhẹ nhàng khắc trên môi Tiêu Phàm, vừa chạm vào liền thả ra ngay. Hóa ra, ta đã từng là đóa hoa trong lòng ngươi, cả đời này, ta đã thỏa mãn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Huyết Yêu Nhiêu liền lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói. Chỉ là nụ cười kia, vô cùng buồn bã, nhưng vẫn vô cùng yêu diễm. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Huyết Yêu Nhiêu đã quay người rời đi, một mình biến mất giữa lối mòn dẫn vào vườn hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.